Con người mình lúc nào cũng có hai thái cực: siêng năng và lười biếng, cởi mở và cố chấp, thương với ghét, khổ với vui. Cho nên mình tu trung đạo là mình giữ mình được một cái ở trong một cái tâm trung bình, không có thái cực nào hết. Cho nên không có extremely, không có thái cực. Cực kỳ, thí dụ nó trời ơi, vui quá, vui quá coi chừng khổ quá, rồi vui được rồi. Cho nên nó đừng nó yêu suốt đời chưa chắc. mới có mấy ngày là đã ngán rồi chứ đừng nói. Thành thử ra Pháp Hòa nhắc đại chúng là tại sao mình đặt một cái thời khóa. Có nhiều người nói thôi tôi không có thích bị thời khóa ràng buộc, tôi thích gì tôi tu nấy, thích gì làm nấy. Thì thích gì làm nấy thì không gọi là thời khóa, gọi là buông lung. Buông lung là gì? Sống thích làm gì làm, không có một cái gì nó ngăn nắp, không có một cái gì nó trật tự, không được. Quý vị nhìn đôi dép sắp ngay và hai chiếc dép mình đá thì mình thích cái nào hơn? Dĩ nhiên là phải hai chiếc thôi, không thấy gì ha. Nhưng mà nếu nhiều dép mà nó cứ nằm ngổn ngang thì đây kêu là ngổn ngang. Nhưng mà nếu đôi ngàn đôi mà sắp y như vậy gọi là trật tự. Ở bên Nhật chứ bên Hàn á, Nhật Bản và Hàn Quốc á, khi mình đi đến chùa mình thăm á, ngăn nắp trật tự lắm. Một vị nào mà đến thăm chùa đó, mình người ta làm một miếng gỗ, miếng dán cho mình, rồi mình tháo cái đôi dép mình ra đó, mình đi mình quay cái lưng mình vô, mình để hai chiếc dép mình ngược lại để làm chi, để lát mình bước ra mình xỏ vô thôi. Cho nên khi mình đến đó là mình quay lưng vô, xổ hai chiếc dép ra. Còn không là người ta để cho mình cái kệ, mình để đôi giày, đôi dép mình lên, xong mình đi theo cái đường gỗ mà người ta đóng sẵn, đi theo đó mà vô. Xong rồi mình đi theo cái cửa nào mình đi ra lấy đôi dép. Chỉ một đôi dép thôi, mà tại sao phải như vậy? Vì chính đôi dép đó là cái mình mang mỗi ngày. Mà mình không có trật tự được đôi dép thì mình làm sao mình trật tự được gì nữa trong đời sống của chúng ta? Đôi dép mà nó chênh lệch mang được không? Không. Dép là phải mang đúng chân, chân phải, chân trái. Và thậm chí hai chiếc dép nó phải đều, chứ nó cùng trái hết mang cũng được, cùng phải hết mang cũng không được. Cho nên đôi dép nó nói lên nhiều ý nghĩa. Và chính nó với chân mình, mình mang dưới chân mình để không bị đau, không bị dơ, thì chính cái đôi dép đó nó làm cho mình được êm ả. Thì cái trật tự, cái ngăn nắp, mặc dù ở cái phương diện vượt đối đãi, nhưng mà đây chúng ta còn trong phạm vi tu tập. Cho nên mình phải có thời khóa để làm gì? Để ngăn ngừa cái sự giải đãi của chúng sanh. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm đều là một sự phòng hộ, ngăn ngừa để chúng ta không rơi vào một cái trạng thái sống buông lung, vô chừng, không trật tự. Mà quý vị tưởng nếu mà đời sống mình như vậy, thí dụ cá nhân mình ở một mình không có trật tự như vậy thì mãi mãi mình sẽ đi theo một cái dòng trôi nổi. Cho nên có một cái bài sám mình tụng á, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát được về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Mình cứ trôi nổi vậy mà chưa bao giờ mình quay lại, mình nhìn lại, chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện quay lại mà nhìn. Ở đây có ai tụng kinh Địa Tạng đến cái phẩm thứ 8 á, thì khi mà quỷ vương đi lên trên cõi trời mà gặp Phật á, mà được giơ tay mà được Đức Phật cho phép ông hỏi đó, thì trong kinh diễn tả là quỷ vương ngó ngoái là ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch Phật rằng. Sao cái chỗ đó nó có câu đó? Ai nhớ câu đó không? Trong phẩm thứ 8. Vậy thì quỷ vương
là tượng trưng cho cái tâm xấu. Mà hôm nay quỷ vương được lên tới cõi trời rồi, như vậy là quỷ vương có chuyển hóa tâm thức chưa? Có chuyển chưa? Nếu mà quỷ vương mà, nếu đúng ra là quỷ vương phải ở đi ở ở chỗ đọa lạc chứ, tại sao? Như vậy hôm nay quỷ vương biết hướng thượng, hướng thiện, cho nên quỷ vương mới lên tới cõi trời. Đây là tượng trưng cho cái tâm bắt đầu hướng thượng. Lên cõi trời là tượng trưng cho tâm biết hướng thượng. Nhưng mà anh ở cõi nào ở, làm gì cũng được, nói gì cũng được, nhưng hãy nhìn lại tâm mình, ngó ngoái lại. Địa tạng là tượng trưng cho tâm. Vậy thì trước khi mình làm một điều gì, mình nói một điều gì, mình hãy nhìn lại tâm mình. Thí dụ nói, tôi nói như vậy đó để mà tôi thanh lọc cái này cái kia, nhưng hãy nhìn cái tâm mình, mình có thật sự bằng cái tâm đó không? Mình có biết gì thật sự không? Hay mình nói bằng một tâm ganh tị, đố kỵ, phiền não? Cho nên trong cái một câu trong kinh Địa Tạng đó thôi cũng đủ làm một pháp tu cho mình rồi. Ngoái, nhìn ngoái lại, ngó ngoái là ngài Địa Tạng. Cái hình ảnh đó là gì? Quỷ vương quay về tâm, lên thiên đường rồi, nhưng trước khi làm việc gì hãy nhìn lại tâm mình. Cho nên nhiều khi mình, ví dụ bữa đó mình phóng vào ví dụ như mình vì một lý do nào đó mình không thực hiện được việc đó, cũng không có gì lỗi, tại vì mình biết tâm mình không phải làm bằng cái tâm xấu ác. Mình làm gì không phải vì mình muốn làm, mà tại vì mình phải buộc lòng mình phải làm cái việc đó. Cho nên từ khi mình bước chân vào chùa tu, theo truyền thống đạo Phật thì đa số các tổ hay biểu cái người đệ tử phải học thuộc lòng nhiều thứ lắm. Tại sao vậy? Để cho mình bận rộn cái chuyện học đó mà chúng ta không còn thời gian nghĩ chuyện khác. Như hồi trưa Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng đó, bắt đầu quý vị ăn cơm đó, thay vì mình suy nghĩ mông lung, quý vị hãy suy nghĩ về món ăn. Đó là tư duy mà. Phật gọi cái đó là gì biết không? Trong kinh Phật gọi cái đó là hệ niệm tư duy. Chữ hệ gọi là cột, chữ hệ là cột. Chữ niệm là nhớ, tư duy là sự suy nghĩ của mình. Hãy cột cái tâm mình vào một cái pháp đó. Thí dụ hồi chiều quý vị ăn mì tiềm phải không? Chữ tiềm là gì? Tiềm là nấu lâu, bỏ táo tàu, bỏ mấy cái món thuốc bắc vô, nấu cho lâu ra. Cho nên là tìm thuốc mà. Nhưng mà có hay nói đùa, bỏ chữ E đi, tờ y ti mà tim huyền tìm thôi. Ăn phải tìm. Người ta tìm, mình tìm. Nước súp này ngon quá, nấu bằng bao nhiêu thứ rau củ, củ sắn, củ ngọt. Rồi xong nồi nước súp rồi qua tới gì? Trong nước súp này có ngũ vị hương, có gia vị gì? Rồi cầm cái miếng đậu hũ kỳ này lên, đâu phải tàu hũ kỳ không, có nấm mèo, có tàu hũ kỳ, có gia vị gì trong này? Cuối cùng ăn một tô mì thôi, 5-6 hàng chục, hàng 20-30 thứ gia vị ở trong cái tô mì đó. Mình còn suy nghĩ chuyện gì khác nữa không? Không. Như vậy tô mì là hệ gì? Hệ niệm. Rồi mình suy nghĩ xong cái duyên trực tiếp rồi, tàu hũ kỳ, nấm mèo, mì rồi nước súp, rồi ngũ vị hương, rồi bột nấm, rồi đường, rồi muối, rồi chanh, rồi ngò, táo tàu, bao nhiêu thứ trên đó xong. Bây giờ qua tới cái phần gọi là những cái duyên gián tiếp. Ở đâu mà ra miếng tàu hũ kỳ này? Phải có người đi chợ. Rồi ai là người đi, ai là cái người bán cái này? Họ nhập hàng từ đâu? Rồi cái người làm tàu hũ kỳ. Cho nên phóng ra là ô cha, quá trời duyên gián tiếp. Rồi nếu không có người, không có lửa sao nấu ăn? Không có cái nồi làm sao nấu ăn? Không có cái tô làm sao đựng cho mình ăn? Không có cái muỗng làm sao?
Rốt cuộc mình ăn một bữa ăn mình thấy trời ơi quá trời ơn tình lắm này. Nội cái chuyện mình ăn xong mình đứng dậy mình đi ra thôi. Rồi người ta có người phải thu dọn rưỡi ráy cho mình. Người ta không hề kể công. Ở đây Pháp Hòa muốn nói như vậy để mình biết rằng Phật dạy mình tu làm sao. Phật dạy mình tu cái gì? Thay vì mình để cho cái dòng tư duy của mình suy nghĩ tổ kỳ này khìa mặn quá, mì này luộc mềm rui, ăn tô mì mà hệ niệm tư duy mà toàn tiêu cực không, mì thì dở, nước thì mặn. Quý vị thấy không? Trong khi đó người ta nấu mình không thấy cái điều khác. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để mình tập. Mình tập làm sao mình là một Phật tử. Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Vậy thì đạo Phật là đạo tỉnh thức giác ngộ, nghĩa là chúng ta hướng tâm mình tới cái chỗ tỉnh thức, chứ không để cho cái tâm mình nó trì trệ đi xuống. Thí dụ nó có mặn, nhưng mà thay vì mình nghĩ đến cái tiêu cực là kệ mặn thì mình ăn ít một chút, hoặc là mình gia vị như thế nào để mình ăn được. Tức là mình làm sao mình nghĩ để cho cái tư duy này nó không đưa mình đi xuống cái tâm gọi là thay vì mình trân quý thì mình lại thành ra chê khen. Thì mình sống nó dở đi. Rồi lâu ngày nó thành một cái tập nghiệp là không có cái gì mình khen. Phần lớn là mình chê. Cuối cùng mình trở thành một người gì? Mình là số một. Mình là ngon nhất. Mình là số dách. Mình là dách lầu. Còn ai cũng sập lầu. Hiểu ý không? Đó là nếu mình không khéo thì nó thành một cái tập nghiệp. Thì cái tập nghiệp gọi là gì? Là thói quen. Mà thói quen của sự tiêu cực. Cho nên một trong những pháp tu hệ niệm tư duy. Thí dụ mình nghe một bài pháp, mình phải sâu kết lại bài pháp đó nói cái gì. Đừng có vướng vào một cái thì chúng ta sẽ tự nhiên không làm cho mình thăng tiến nghe pháp nữa. Pháp Hòa ví dụ một cái bài pháp đó, một tiếng đồng hồ của vị thầy đó chia sẻ, có thể có một đoạn nó không hợp ý mình, nhưng đừng vì cái đoạn đó mà chúng ta đẩy nguyên cái bài pháp ra khỏi tâm thức nữa. Có thể những đoạn khác nó phù hợp. Như cũng giống như mình ăn một bữa ăn thôi. Tôi không thích ăn ngò, thì ta để ngò vô đây, mình vớt ngò để bên. Mình ăn những cái món mình có thể ăn được. Một cuốn sách mình đọc, có thể có một đoạn nào đó nó không hợp với mình, nhưng đâu có nghĩa là cuốn sách nó dở. Một quý vị hay đi mua nhạc đó, nhiều khi mình chỉ thích có một bản nhạc trong đó thôi mà mua nguyên dĩa nhạc, chứ đâu phải mình thích hết 10 bản trong đó đâu. Phải không? Có nhiều khi ba ca sĩ trong đó hát mà mình chỉ thích có một ca sĩ thôi mà phải bưng nguyên cái dĩa đó về. Vậy thì tại sao những cái nhạc đời, những cái đó chúng ta làm được mà bài pháp chúng ta làm không được? Thì như vậy chúng ta sẽ tự mình bội trần, bội giác hiệp trần. Bội là gì? Đẩy nó ra. Bội giác tức là mình đẩy cái sự giác ngộ ra, mà ngược lại mình đem cái tâm mình hợp với trần lao, trần cảnh, phiền não. Thì Phật giáo gọi cái tâm thức như vậy gọi là bội giác hiệp trần. Nhưng mình tu là mình phải làm gì? Bội trần hiệp giác. Đẩy cái trần cảnh ra ngoài, đẩy cái trần lao phiền não ra ngoài, để cái tâm mình nó hiệp với sự giác ngộ. Hai câu quý vị nhớ không? Bội trần hiệp giác, hay là bội giác hiệp trần. Bội trần là mình bội cái đó ra để mình hợp với giác. Mà người nào muốn có sự tiến bộ thì phải cố gắng mỗi ngày phải bội trần hiệp giác. Còn nếu mà mình cứ bội giác hiệp trần thì mình với trần là một, mỗi ngày nó chặt hơn, nó siết chặt hơn. Cho nên mình chằng chịt cái đó và mình tu không có tiến bộ. Mình tu không có tiến bộ và mình nghe pháp mình thấy không thấy có một sự tiến bộ. Đó là tại vì mình không biết cách nghe.
Mình phải biết cách nghe pháp. Giống như trong cuộc sống này mỗi ngày chúng ta sống hành xử với nhau, chúng ta phải biết cách ứng xử với nhau. Có những cái đó người đó chưa dễ thương, đừng bận tâm chuyện đó. Hãy để ý cái chuyện dễ thương của người đó. Tại sao vậy? Tại vì chỉ vậy mới sống nổi với nhau thôi. Còn nếu mà chỉ sống thấy cái dở của họ thôi, mình sống có nổi. Chỉ có 4 ngày này thôi mà cứ thấy cái xấu của nhau chung phòng thôi đó, là 4 ngày phiền não. Còn nếu mình thấy à, chị này chỉ vậy nhưng mà chỉ được cái khác, anh kia không được cái này mà được cái khác. Cứ tưởng tượng nếu 4 ngày mà về rồi rủi mình lỡ một người mà mình gọi là chồng mình, vợ mình, con mình, anh mình, em mình, rồi mình làm sao? Cho nên mình phải tập một cái cách sống, tập có một cái nhìn. Cho Phật dạy trong kinh hay lắm. Muốn biết người đó làm sao, có 4 cách. Một á, là mình phải ở chung mới biết. Hai, phải ở lâu mới biết. Ba là gì? Phải có trí tuệ mới biết. Bốn là gì? Phải quán sát mới biết. Phật dạy hay không? Muốn biết tâm tánh của một con người có 4 cách: ở chung, ở lâu, có trí tuệ, chịu khó quán xét. Nhiều khi không có gì hết á, chỉ cần mình có trí tuệ, mình nhìn cái thôi, hoặc là chỉ phớt phớt vậy thôi, là mình hiểu người đó rồi đó. Nhưng mà hiểu không phải để ghét. Hiểu để gì? Hiểu để gì? Chùa mình hay nói, trong chùa mình hay nói hiểu để gì? Hiểu để thương. Hiểu để thương chứ không phải hiểu để ghét. Nếu mình hiểu để ghét là mình tu trật, còn mình hiểu để thương là mình tu trúng. Thí dụ Pháp Hòa nói vậy nè: tôi thương anh này lắm, nhưng mà tôi ghét thằng kia. Vậy trừ, hết trơn. Tâm mình rỗng ràng. Làm sao mà trong cái thước đo của mình không có cái ghét? Thì như vậy mình mới toàn thiện. Thì làm sao biết mình toàn thiện? Để ý là cái cách của mình nói và cái cách sống của mình. Mình còn thương, còn ghét thì tức là nó chưa trọn vẹn. Cho nên mình sống chung là một việc rồi. Cho nên mình hiểu được người đó là nhờ mình sống chung mình mới hiểu. Như vậy nếu chúng ta chưa sống chung với người đó mà chúng ta vội phán xét người đó, vậy mình trúng hay sai? Sai. Cái này gọi là tà kiến, biên kiến. Vì không biết gì người ta mà nói là đâu có được. Cho nên phải sống chung mới biết. Mà sống chung mà nhiều khi chung thôi chứ chưa lâu, biết hết không? Không, hai người thương đó mới đắm đàm ý đám cưới đó. Nhưng mà chỉ lúc mình dating thôi, hẹn hò thôi, thì làm sao mình hiểu hết người đó, phải không? Bắt đầu khi mình cưới nhau, mình sống lâu với nhau, sống chung và sống lâu, bắt đầu lâu lòi. Bắt đầu mình lòi những cái tật mình ra. Cũng giống như rác, mới dục vô nó đâu có bốc mùi. Rác mà để lâu mùi nó mới bốc. Vậy thì chúng ta làm một cái công việc là mỗi ngày chúng ta đều cột rác, đổ rác. Vậy thì tại sao ngày nào rác mình cũng đổ mà rác tâm mình không đổ? Mình phải đổ rác trong lòng mình nữa chứ. Như vậy mình tu mình mới có an lạc, có hạnh phúc. Vậy tu không phải vô chùa tu cái hạnh phúc đâu nha. Tu cũng phải làm rất nhiều việc, rất nhiều việc. Giống như là đừng có nghĩ mình có miếng đất cái là tự cây nó lên đâu. Mình có đất rồi mình phải cày xới, mình phải vun bón, mình phải tưới tẩm, mình phải gieo hạt, mình phải chăm sóc. Chứ không phải có miếng đất là được đâu. Thí dụ mình ấy, miễn tôi có lòng được rồi. Anh có lòng, nhưng anh làm sao để lòng anh nó có. Cho nên càng đọc kinh, mình mới thấm thía và thương Phật và kính Phật. Tại vì Phật len lỏi hết trong cái ngõ ngách của tâm. Sao Phật biết được?
tại Phật cũng đã từng như vậy. Hồi sáng Hòa Thượng Diện Chủ có kể phải không? Phật đã từng làm trải qua vô lượng kiếp, trải qua tất cả mọi dạng người, thì cũng như thế thôi. Cho nên có nhiều vị nói sao mà giảng kinh mà nói chuyện đời. Ủa, đạo muốn đi thuyết pháp cho đời, không lấy đời ra lấy gì nói? Đạo là để độ đời, mà nếu không nói chuyện đời lấy gì độ đời được? Cho nên ngày nào chúng sanh còn, ngày đó đạo Phật còn. Tại vì hễ ngày nào chúng sanh còn sống thì đạo Phật tiếp tục đồng hành với chúng sanh. Thí dụ như hồi xưa không có điện thoại, cho nên không có bài kệ nghe điện thoại. Bây giờ chúng sanh mình có điện thoại, đạo Phật có bài kệ nghe điện thoại. Bài kệ nghe điện thoại đọc làm sao? Tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Tại vì mình nói điện thoại, cho nên mình sẽ viết bài kệ đó, mình dán ở cái điện thoại, để mỗi khi điện thoại reo lên thì mình tự nhắc mình: mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Hồi đó không có xe hơi, cho nên không có bài kệ đi xe hơi. Bây giờ có xe hơi rồi thì sẽ có bài kệ đi xe hơi. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Hồi đó chưa có sự nguy hiểm tai nạn giao thông do mình không có cài dây an toàn. Bây giờ tai nạn nhiều quá, luật bắt mình phải cài dây an toàn. Đạo Phật có bài kệ cài dây an toàn. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Tại vì mình có cách tánh ỷ lại. Như vậy đừng quan niệm, đừng quan niệm. Nói chuyện đạo không nói đời. Nếu không có nói đời thì đạo mình nói gì? Đạo là gì? Là đạo lý. Đạo là đạo lý, là chân lý, là con đường. Nhưng mà bây giờ người ta làm cái đó mà không có chân lý thì người ta làm nó không được. Ví dụ con người vẫn ăn, nhưng mà có những người ăn không chánh niệm thì càng ăn càng bệnh. Thì Phật dạy cách ăn, ăn như thế nào để có sức khỏe của thân mà hợp với chánh pháp. Cho nên Phật dạy đoàn thực, trong tứ thực, trong bốn cách ăn, mình đưa thức ăn vô miệng mình gọi là đoàn thực. Nhưng mà cái ăn đó phải có chánh niệm. Đưa cái gì vào miệng phải có chánh niệm, gì không chúng ta sẽ sanh bệnh. Rồi hàng ngày mình lấy con mắt mình nhìn, lấy mũi mình ngửi, lấy tai mình nghe là mình tiếp xúc. Tai mình tiếp xúc với tiếng, mũi mình tiếp xúc với mùi, gọi là xúc thực. Rồi mỗi ngày mình nhận thức, hay là mình nuôi một cái hoài bão trong lòng. Không khéo thì những cái món ăn đó, thí dụ có hồi trưa này Pháp Hòa gặp một em sinh viên đi du học, một thân một mình qua đây, vừa đi học vừa đi làm mà ngày nay thành tựu. Thì em mới nói là trong những năm tháng qua con đã trải qua những ngày tháng rất khổ cực, nhưng mà nhờ con vừa học vừa đi làm và con dành thời gian nghe pháp để nó quân bình lại hai cái kia. Nhờ những bài pháp mà con học và con đi làm, vì nếu mà học và làm là nó stress cái thân và cái đầu lắm. Nhờ giáo pháp như những cái làn gió mát, những cái phương pháp chánh niệm để giúp cho con cân bằng giữa học và làm và đời sống hàng ngày,
con vượt qua cái đó, bây giờ con bình an lắm. Và bây giờ bắt đầu sự học con nó lên, nó con nhẹ được. Cho nên hôm nay con đến đây, con mới có cái cơ hội con đến đây. Và trong tương lai này con còn có thời gian nhiều hơn nữa. Như vậy thì thưa đại chúng, nếu mà thời gian qua em Phật tử đó không có những cái phương pháp chánh niệm của Đức Phật thì làm sao? Cho nên đạo Phật không có biểu mình bỏ cái gì cả. Đừng có hiểu lầm là ô, tu theo Phật rồi phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con. Không phải vậy. Nhưng mà mỗi cái gì chúng ta đang làm, bây giờ chúng ta gia tăng thêm, gia cố thêm cái chánh niệm để làm cho cái pháp đó trọn vẹn, an lạc, thanh tịnh. Ví dụ như mình lỡ nấu cái nồi nước súp nó không được ngon, nhưng đâu có nghĩa là mình bỏ cái nồi nước súp đó. Nếu mình chỉ cần thêm gì, nêm nếm gia vị lại thì nồi nước súp này ngon, chứ không vì vậy mà đem đổ cái nồi nước súp. Phải không? Một cái món bánh mình làm tuy nó không ngon hoặc là nó không thành công lắm nhưng ăn được. Nhiều khi mình nướng bánh bò nướng chứ nó đâu có nổi đâu. Người ta kêu nướng bánh bò nướng phải có gai, cắt ra không thấy miếng gai nào, nguyên cục bột. Kệ, nhai cũng ngọt ngọt, cũng chín bột, nhai được rồi. Mặc dù nó không mềm mại như một miếng bánh bò thật sự thành công, nhưng đâu có nghĩa là nó hư, ăn chết đâu. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta, mình phải có cái chánh kiến, mình phải có cái chánh tư duy, để chúng ta không lầm đường lạc lối và càng sống càng khổ, càng nói càng sai. Cho nên được như vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải thân cận, thích nghe chánh pháp. Hồi nãy Pháp Hòa nói cái thứ nhất là Phật dạy gì? Hệ niệm tư duy. Nghĩa là mình phải đưa cái tâm mình cột vào trong tất cả mọi cái nhớ nghĩ, để làm sao mình kết cấu nó lại thành một cái tư duy thông suốt, lành mạnh. Bên cạnh đó, muốn được như vậy, nghe pháp. Nhưng mà nghe pháp cũng phải có chánh kiến, chánh tư duy trong khi mình nghe pháp. Giống như một bác sĩ người ta thuyết bệnh, có những đoạn giống mình, có những đoạn không giống. Thậm chí nói giống mình quá cũng đừng giận bác sĩ, nói trời ơi, ổng đem bệnh tôi cũng ra, ổng khai cho bá gia bá tánh nghe hết. Người ta thuyết bệnh mà thì người ta phải nhìn, người ta phải nghe. Quý vị biết bác sĩ muốn nói bệnh mình họ có phương pháp nào? Nhìn, nghe, hỏi. Lấy cái cây đèn pin á, dập mắt họ xuống, hả họng ra tôi xem, phải không? Gọi là nhìn, rồi nhìn da của họ nè, lè lưỡi ra cho tôi coi coi có không. Đó là nhìn đó, gọi là vọng đó. Rồi bây giờ tôi đưa cái ống vô tôi nghe anh thở, rồi nghe cái hơi thở người đó gọi là văn. Nhìn da của họ, nhìn mắt của họ, nhìn lưỡi của họ gọi là vọng. Rồi văn, rồi bây giờ hỏi vấn, anh ngủ được không, đi tiêu tiểu có được không? Thậm chí xin sám hối, nhiều khi người ta còn hỏi đi phân màu gì, để bác sĩ có thể biết được cái nội tạng của mình, cái bệnh của mình. Gom ba cái đó lại, vọng, văn, vấn, gom ba cái đó thành là ông mới nói bệnh cho mình nghe. Căn cứ trên những gì tôi thấy, tôi nghe và anh nói cho tôi nghe, tôi đoán anh bệnh đó. Vọng, văn, vấn, thuyết. Thì một bác sĩ phải làm như vậy để nói bệnh. Chúng ta cũng thế thôi. Cho nên mình không có thấy được mình, không có đặt một câu hỏi cho chính mình, thì làm sao mình có thể biết mình là ai? Cho nên mình phải vững chãi, mình phải biết mình hơn là để người biết mình. Người ta nói mình sao cũng được, nhưng tự mình phải biết mình trên con đường tu tập. Như vậy mình tu tập mới có thành công. Còn không thì
nó uổng cái công phu mình. Thí dụ quý vị tụng một thời kinh, có thể quý vị không hiểu gì hết, nhưng mà có một điều là tôi biết trong này nghĩa lý sâu lắm, mà tại tôi chưa hiểu tới thôi. Kinh gì không nghĩa gì hết trơn à. Tại kinh không có nghĩa, mình không hiểu nghĩa. Tại mình không hiểu nghĩa hay là kinh không có nghĩa? Mình không hiểu thôi. Có nhiều khi mình, người ta vẽ một bức tranh nghệ thuật, mình không biết, không có biết gì, không biết chiêm ngưỡng, không biết thưởng thức. Trời, bức tranh gì thấy ghê. Bức tranh thấy ghê là tại mình không biết xem. Tại mình không biết không? Cho nên để ý cái đó, cẩn thận đó. Không thôi mình sẽ rơi vào cái trạng thái vậy không đó. Từ việc lớn tới việc nhỏ là chúng ta rơi vào một cái chuyện là cứ phán đoán, cứ nói mà mình không biết mình đang làm gì, uổng lắm. Giống như Pháp Hòa hay kể câu chuyện đó, có cái chú Phật tử, chú vô chú khoe với Hòa Thượng. Bạch Hòa Thượng, lúc này con bình an lắm, con còn sân si gì với ai hết, con tu hành rất là tinh tấn. Đại khái chú kể vậy, cái Hòa Thượng: ồ, vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông đó: tôi không phải con người, tôi là con gì? Tại ông nghĩ sao, nếu không phải là con người thì chắc phải là con gì thấp hơn con người. Cái Hòa Thượng nói: thì ông là ông Phật. Vậy sao ông nói sớm? Nhưng ngoài con người ra mình còn ai trên con người? Phật. Tại ông khoe ông là lúc này hết sân si, hết phiền não, thì trong tâm Hòa Thượng nghĩ thượng, nghĩ cao hơn. Ồ, như vậy anh đã vượt một người thường, anh đã thành một bậc thánh. Nhưng khi mình nghe người ta phán mình câu, giờ là mình nổi sân mình lên: tôi không phải là con người, tôi là con gì? Hiểu ý không? Như vậy thì từ đó mình hãy kiểm mình bằng một câu chuyện đó. Mình kiểm mình bằng câu chuyện đó, khi mình nghe người ta chạm tới mình thì mình nghĩ thường, mình nghĩ cao, mình nghĩ trên hay là mình nghĩ thấp. Cái đó gọi là hướng thượng hay hướng hạ. Cho nghe pháp, hệ niệm tư duy, thân cận thiện hữu. Tại vì mình có thân cận thiện hữu. Thiện là gì? Thiện là tốt, hữu là bạn, gần người bạn tốt. Tại vì bạn lành sẽ giúp cho mình thăng tiến trên đường tu tập. Hồi xưa các vị cổ đức hay dạy mình: tam nhân đồng hành tức hữu ngã sư. Ba người cùng đi chung với nhau, chắc chắn trong đó sẽ có một người là thầy mình. Tại có thể cái sự hiểu biết của họ hơn mình, nhiều khi họ bằng tuổi mình vậy đó. Vậy mà khi mình nói ra một điều gì đó, họ nói một câu nói mình đơn giản nhẹ nhàng và mình thấy quá hay. Từ đó mình học được cái cách sống của người đó, và mình thấy rằng họ có một cái tư duy rất là thoáng mà sao xưa nay mình không thấy được. Là thân cận thiện hữu, chuyên tâm nghe pháp, hệ niệm tư duy, như pháp tu hành, như cái pháp đó mình sống. Tại vì con người mình mỗi ngày á, mình phải gần, gọi là thân cận, mà mình phải nghe và mình có suy nghĩ. Cho nên gần người thì buộc lòng người ta nói, người ta nói thì buộc lòng mình phải nghe. Nhưng mà mình có cái khả năng thanh lọc để cho cái pháp đó nó trở nên tốt hơn. Người ta mua một bó rau cho mình, ta biểu anh nấu canh ăn đi. Đâu có nghĩa là mình mở bó rau mình sắc hết mình bỏ vô nồi. Mình phải thứ nhất phải biết lặt rau, thứ hai là lượng. Người ta cho nguyên bó rau nhưng mà mình ăn bao nhiêu, mình có thể chia bó rau đó ra làm 2-3 lần mình ăn. Và trong khi đó, trước khi mình nấu cũng phải cái nào héo hư bỏ, cái nào già vân vân. Có một bó rau cũng phải lặt rau, lựa rau, chứ không phải có bó rau là cứ để hết vô nồi mình nấu được. Tại vì mình có cái tư duy của mình. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta làm sao mà chúng ta tu tập mà mình nhận ra được những cái điều kiện mà chúng ta đang có. Thí dụ hôm nay nè,
quý vị có một điều kiện sống chung với nhau, cộng trú. Quý vị có một điều kiện là được ăn chung với nhau một số lượng đông người mà giữ im lặng. Nên thực tập cái đó để mình cảm nhận được cái gì gọi là đông mà vẫn im lặng. Như vậy nó mới có một cái khác hơn thường ngày của mình. Như vậy mình đến đây để làm gì? Để mình huân tu và mình học cái pháp. Thí dụ có một vài vị đi vào chánh điện còn lăng xăng lắm, sợ người ta biết mình ngại ngại, mình vô mình chạy không, mình không có đi. Tập lại vào trong chánh điện, đi không có chạy, đi khoan thai, đi từ tốn, không có sai gì, không có lỗi gì hết trơn á. Nhưng mà mình phải tập đi như vậy để mình mới cảm nhận được cái giá trị của một cái khóa tu là như thế nào. Thí dụ mình nói thôi tôi không thích gò bó đâu, tôi không thích màu mè, tôi thích sống thoải mái tự do, thì làm sao mình luyện mình được. Mà nội cái tâm nghĩ như vậy thôi, đừng nghĩ tới chuyện đi xuất gia nha. Tại vì đi xuất gia không được đâu. Một người mà bước chân vào đời sống xuất gia thì người đó phải được gột dữ lắm, gọt dữ lắm, mài dũa dữ lắm. Hôm bữa Pháp Hòa đi thiền hành với một thầy, thì thầy mới kể, thầy nói hồi nhỏ thầy ở chùa, sư phụ thầy gửi đến một cái đạo tràng đó, và cái vị thầy đó khó lắm, khó cực kỳ. Nhưng bây giờ thầy lớn lên, thầy ra ngoài, thầy hành đạo, thì thầy ngược lại, thầy cảm ơn cái thời gian thầy ở đó. Tại vì chính cái vị thầy mà khó với thầy đó, hồi nhỏ đó, thì bây giờ thầy mới được nề nếp như vậy khi thầy bước ra ngoài. Thầy không có lung lay, thầy không có dễ lệch, mà thầy rất là vững chãi trên vấn đề thực tập. Ở chùa mình có một em Phật tử cỡ tuổi Pháp Hòa, rồi bây giờ lớn, anh em lớn rồi mới kể, nó hồi nhỏ đi học đó, sáng nào ông già cũng khó ở đây nha, ở nước ngoài vậy mà đi học sáng ra mặc quần áo là ông phải ngồi đó ông kiểm, ông gật đầu mới được bước ra cửa, ông nhìn quần áo mặc mà ông không hạp mắt, ông lắc đầu cái là vô thay, thay đến khi nào mà ông đồng ý bộ đồ đó được mặc đi học. Nghĩa là ông không có cho mặc quần đùi, quần sọt, áo thun sắt cánh. Ông nói một học sinh vô trường phải ra cái dáng vẻ của học sinh. Mặc dù nhà trường ở đây không nói gì, nhưng mà mình phải có cách ăn mặc của một học sinh, để chứng minh là mình tôn trọng lớp học, tôn trọng người thầy, tôn trọng cái chỗ nơi mà học đường của mình. Thì bây giờ lớn lên nó, trời ơi, hồi nhỏ mỗi lần vậy mình bực bội ba mình lắm. Nhưng bây giờ lớn lên mình thấy ông già ông khó, nhưng mà nhờ vậy mình ngăn nắp. Đó là một việc thôi, chứ còn những việc khác nữa. Có nhiều vị người ta dạy, người ta không có nhẹ nhàng mà người ta rất là thẳng thắn. Có những thầy thầy lên dạy học, đang đứng trên bảng mà giảng bài vậy, dưới học trò mà lao sao vậy, ông lấy cái thước ông dục ngay cái, phóng ngay cái người đệ tử rồi ông bỏ lớp luôn, không dạy. Cái là cả lớp hết hồn hết vía, lần sau không dám. Đi xe đạp về chỉ chỗ dựng đàng hoàng, không dựng đàng hoàng ông nói vậy đó, ông ra ông cầm những chiếc xe ông dục xuống sông. Từ đó về sau là không hề dám nhúc nhích nữa. Tức là có một cái phương pháp, đây là đối trị. Nhớ đây Pháp Hòa chỉ thưa để đại chúng thấy cái cơ duyên của mình ha. Mình đã được đến một đạo tràng, một khóa tu, mình đã đăng ghi danh một khóa tu, và mình đã tuyên bố là mình đến với khóa tu, thì cố gắng mình hành trì những cái điều mà khóa tu cần làm để mình cảm nhận được. Những vị nào đã đi lâu rồi cần yểm trợ cho các vị mới. Thí dụ các vị mới có thể hơi boring, hơi chán, hơi phiền não, mới tập,
Em cố gắng đi, hồi xưa chị cũng vậy, anh cũng vậy, chú cũng vậy đó. Nhưng mà nhiều khóa tu rồi, giờ mình thuần quen rồi. Mình khuyến tấn cho người ta, mình đâu, mình đừng có nói những cái điều tiêu cực, khuyến tấn. Rồi người kia mở lòng, tại vì mình mới quá, mình cần học. Cho nên mình làm sao mà nó khác với nhà mình, là mình biết đây là cơ duyên để mình thân cận một người bạn. Bạn mình có hai loại: một là Bồ Tát thuận, hai là Bồ Tát nghịch. Có những người mình cảm thấy như không hợp, nhưng mà hãy xem họ là Bồ Tát nghịch của mình. Tại chính họ đã cho mình một cái cách sống với những người mình không hợp, rồi sống sao đây? Rồi những người thuận thì dễ rồi. Nhưng mà đại chúng nhớ, thủy chung họ vẫn là Bồ Tát. Tại vì trong kinh cũng vậy, có nhiều người ở ngoài họ hiện tướng phàm phu, nhưng ở trong lòng họ là một kho tàng của Bồ Tát. Cái này gọi là gì? Ngoại hiện phàm phu, nội bí Bồ Tát. Nhưng ngược lại, ngoại hiện Bồ Tát, nội bí phàm phu. Hiện bên ngoài hiện Bồ Tát, nhưng bên trong không phải vậy. Giống như bốn loại trái cây Phật dạy trong kinh, có những người có trên đời nó có bốn loại trái cây: ở ngoài nhìn sống, trong chín. Có nhiều loại trái cây nhìn ngoài chín, ở trong sống. Có những loại trái cây trong chín ngoài chín. Có những loại trái cây trong sống ngoài sống. Nói xong rồi Phật nói trên thế gian cũng vậy, cũng có bốn dạng người vậy đó. Có những người nhìn ngoài chín lắm mà trong sống nhăn. Rồi có những người nhìn ngoài rất sống, nhưng mà ở trong thì rất chín. Thật ra thí dụ cho mình chọn thì giữa cái ở ngoài sống trong chín còn hơn là ở ngoài thì chín mà trong sống, phải không? Tuy là như vậy, nhưng mà Phật nói là tốt nhất là trong chín ngoài chín. Cũng giống vậy, trên dạ trên đời này có bốn dạng sấm sét. Có nhiều khi có sấm mà không có mưa, có nhiều khi có mưa mà không có sấm, có nhiều khi có mưa có sấm, có nhiều khi không sấm không mưa. Phật nói xong, Phật nói trên đời cũng có bốn dạng người như vậy. Có những người á, nói nhiều hơn làm. Cái này gọi là sấm nhiều mà không có mưa. Nhưng có những người, người ta làm nhưng người ta không nói thì gọi là gì? Có mưa mà không sấm. Thì thà là có mưa không sấm hơn là có sấm mà không có mưa, phải không? Như Phật dạy, tốt nhất là có sấm có mưa. Tại vì sao? Có sấm thì người ta còn nghe tiếng, người ta biết nó sắp mưa. Có mưa thì ta tin rằng có sấm là có mưa. Tức là trong Phật Pháp, Đức Phật dạy cũng giống như vậy nè. Có những khi mình làm, Phật cũng không có khuyến khích là mình làm những việc gì chỉ lợi mình mà hại người, Phật cũng không cho. Mà ngược lại, mà lợi cho người mà hại mình cũng không nên. Tại vì nếu lợi cho người mà hại mình, cái mình làm được có một lần mình không làm nữa, thì cái cơ hội làm lành của mình nó không lâu. Nhưng mà tốt nhất là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Này hay hơn. Chứ Phật dạy mình the best. Cái này là better. Ok, được. Nhưng mà cái cách của Đức Phật chỉ mình sống làm sao chúng ta thực tập sống the best, trọn vẹn. Lợi mình, lợi người luôn thì tốt hơn. Cũng giống như Pháp Hòa đem cái câu nói đó của Phật, mà Pháp Hòa hay ví dụ chuyện nấu ăn vậy đó. Mình nấu một cái món mình thích, nhưng mình nấu xong rồi mọi người không ăn được, thì mình ăn được thì được rồi. Nhưng mà mình đã nấu cho mọi người ăn mà mọi người ăn không được thì cái nấu mình nó uổng đi. Bây giờ đã nấu cho mọi người ăn thì mình nên nấu cái gì mà ai cũng có thể ăn được. Cho nên nhiều gia đình lên xin chùa làm cơm chay đãi bạn bè đám đám rồi đó. Có ai hỏi lắm, đám của gia đình quý vị mấy em trẻ nhiều, bạn Tây Phương nhiều hay người Việt nhiều? Nói già gia đình con mấy đứa nhỏ không à, bạn mới bạn Tây, bạn Tàu, ví dụ vậy đó. À, như vậy thì mình sẽ làm mì xào, cơm chiên,
xà lách, chả giò, tại vì cái món đó ai cũng ăn được hết. Hỏi xong rồi, nồi mắm, nồi mắm kho, một nồi rau củ kho thập cẩm, vậy ai ăn? Chỉ người Việt mình ăn, mà dân chùa thứ thiệt mới ăn đó, chứ còn mà những người mới tập ăn chay ăn cũng không nổi nữa, phải không? Đó, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ đơn giản vậy thôi. Vì đại chúng biết rằng á, muốn độ chúng sanh, lòng mình có, nhưng mình phải có tư duy chúng sanh mình đối tượng là ai, để mình biết mình độ họ chứ. Mình cái tâm độ sanh của mình mà có, mà không có tư duy đối tượng. Cho nên trong kinh nói Đức Phật của mình, nếu nói trên phương diện mà Đức Phật quán chiếu trước khi sanh vào cõi đời này, một Bồ Tát trước khi thị hiện cõi nào, họ cũng phải có mấy cái điều họ suy xét. Họ sẽ chọn cha mẹ họ là ai, quốc độ nào họ có mặt, quốc độ nào họ có mặt, cha mẹ của người đó là ai, và thời điểm nào họ có mặt. Họ phải tư duy như vậy để mà sự có mặt của họ thật sự làm lợi ích cho trời người, cho số đông, số chung. Cũng giống như trước khi mình mở cửa tiệm làm ăn, mình phải đi tìm cái địa điểm chứ. Mình thích làm ăn mà không lựa cái địa điểm thì mình sang cái chỗ đó không làm ăn không được, đóng cửa. Cho nên phải coi địa điểm. Rồi thậm chí ở nước ngoài này, cái chỗ làm ăn của mình là cái gì quan trọng? Bãi đậu xe. Nấu ngon mà không có chỗ đậu xe cũng chịu thua. Người ta mất thì giờ chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xe, hết giờ của người ta, ta cũng đi luôn. Nói chung là cái gì chúng ta làm cũng phải lấy cái tư duy quán chiếu, thì cuộc sống của mình cũng vậy. Vậy thì mỗi việc gì chúng ta thấy ở đâu đó, nó xuất hiện một việc gì đó, người ta làm việc gì đó, không thể nào là không có nguyên do. Rồi chúng ta tập quán chiếu, tập nhìn sâu, tập quán chiếu, để chúng ta rút được những cái kinh nghiệm trong thầm lặng từ những bài học đó. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đi giảng, đến đạo tràng nào Pháp Hòa cũng để ý xem có cái gì hay mình học. Có những đạo tràng người ta có những cái tư duy hay lắm mà mình không nghĩ ra, nhờ mình đến đó cái mình học được cái cách đó. Rồi có những vị thầy mình tiếp xúc, có những cái hay mình phải học. Cho cuối cùng á, cuộc đời mình không nơi nào mà không có, không phải là môi trường để chúng ta học. Quan trọng là cái tâm mình có biết mở ra, tư duy mình nó có mở ra để mình học từ những người đó. Có nhiều khi mình đến một lớp cửa, đừng thấy nó ở ngoài đó như vậy, chúng ta vội. Sau lớp cửa đó sẽ có những kho tàng. Phật dạy một điều này trong kinh. Có những người, người ta muốn đi ra biên thùy đánh giặc, nhưng mà người ta mới thấy bóng dáng của giặc thôi là chạy mất tiêu rồi. Thì Phật nói là người đó có cái tâm sợ hãi và không thể nào thành tựu được. Cũng như thế, có nhiều khi mình đến một nơi nào, mình gặp một người nào đó, khoan nhìn cái bề ngoài mà mình nói. Tại vì có thể ẩn sâu nơi con người đó có những cái hay ho mình có thể khám phá. Có thể họ là một kho tàng trí tuệ. Thành nữa đừng có vội. Nghe cái điều gì đó thì mình đã xác định họ là ai chưa chắc đâu. Quý vị có coi phim Tế Công Hòa Thượng không? Thấy ổng ăn thịt phải không, uống rượu phải không? Vậy mà ổng có phương pháp trị bệnh đó. Trị bệnh của ổng là gì? Đất. Ai bệnh ông kỳ đất, ông cho uống hết trơn. Vậy thì cái đất của ông đó là gì? Ý ông muốn nói gì biết không? Cái bệnh của chúng sanh nó cũng không ngoài thân tâm này. Cái bệnh đó của chúng sanh, thuốc đó cũng không gì ngoài những cục đất đâu.
Đất đó tượng trưng cho gì? Những cấu bẩn nó bám trong thân tâm mình, chỉ cần kỳ cọ nó ra hết bệnh. Hiểu chỗ đó không? Hiểu được chỗ đó không? Cho nên mình mỗi ngày mình kiểm lại coi trong lòng mình có đất nhiều không. Hôm nào mình kỳ mà chà đất dữ ha, thì cố gắng kỳ cọ những cục đất này ra, thuốc đó. Tại vì sao? Phiền não tức bồ đề. Phiền não chính là bồ đề, nghĩa là sự giác ngộ nó không ngoài cái mê lầm. Hễ tỉnh, hễ người nào hết mê thì gọi là gì? Tỉnh, là giác. Cho nên chỗ giác ngộ và chỗ mê lầm nó không có hai, nó chỉ là một thôi. Bây giờ rút vào ví dụ nè, cái phòng này đèn đang sáng như vậy, nhưng nếu như mà mình tắt hết đèn thì cái gì nó ngập trong này? Bóng tối. Mà mình bật đèn lên thì ánh sáng. Vậy thì bóng tối nó sẵn ở đây nè, chỉ cần tối đèn là bóng tối nó có mặt. Mà chỉ cần đèn sáng lên thì bóng tối nó vắng đi, nó không đi đâu cả. Trí tuệ bừng lên, đóa biện tài. Mình đọc cái quyển trong cái bài Tán Quan Âm. Chỉ cần mình có trí tuệ bừng lên thì mình sẽ nở một cái đóa biện tài. Biện tài là gì? Là cái khả năng siêu việt của mình. Trong đó có pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, nhạo thuyết biện tài. Mình hiểu nghĩa, biết pháp, biết nghĩa, gọi là pháp biện tài, nghĩa biện tài. Phá vào ví dụ, mình ăn cơm bắt này, họ làm gì đây? Bắt ấn. Họ ấn gì? Ấn Độ. Ấn Ấn Độ. Bắt cái ấn này, ấn này ấn gì? Mình biết cái pháp này nè. Dạ thưa, đây là ấn Tam Sơn, ấn ba cái núi, để chén cơm lên đây. Mỗi lần mình ăn quá đường á, tại sao mình không bắt ấn kỳ này? Không lẽ mình bưng nguyên cái mâm lên? Như vậy mình biết pháp, biết nghĩa, cho nên mình đổi pháp, vẫn cúng, nhưng cúng trong cái phạm vi mà cái mâm cơm mình có, không hề lệch lạc. Thay vì mình tụng cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật viên mãn, liệt kê ra một số Phật Bồ Tát thì làm gọn lại ba câu thôi. Con xin cúng dường mười phương tất cả chư Phật, tôn pháp thánh hiền tăng. Cái này gọi là tổng thể tam bảo, thay vì mình biệt thể, tức là mình đọc từng tên Phật Bồ Tát ra. Biết pháp, biết nghĩa. Bắt cái ấn này là một pháp, ta hỏi ấn này là ấn gì? Dạ thưa, ấn này là ấn Tam Sơn. Ấn Tam Sơn là ba ngọn núi. Ba ngọn núi là tượng trưng cho gì? Dạ giới định tuệ. Để cái chén cơm lên bằng tất cả sự tu tập của mình. Bên này là ấn gì? Ấn cúng dường, hay còn gọi là ấn tam muội. Bắt cái ấn này lên, đem tất cả sự chú tâm vào. Cho nên Quan Âm Bồ Tát bắt ấn này nè, ngài bắt cái ấn này nè. Nhiều khi người ta làm cái tay ngài, em không có giàu có gì đâu nghe, nó sao cái này đeo chủ dữ nha. Em đeo giùm. Thì mình bắt cái ấn này là tượng trưng cho chánh định, chánh niệm. Bên này là chén cơm mình đem lên rồi nè, con xin cúng dường Phật Bồ Tát Thánh Tăng bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Mà cái hình thức của con cúng là qua chén cơm, mượn chén cơm để con nói lên giới định tuệ. Và bây giờ chén cơm này đang có mặt ở đây, và con đang đem cả thân tâm của con về đây. Mình nói, mình làm cái pháp, mình biết cái nghĩa, gọi là pháp biện tài, nghĩa biện tài. Việc gì mình làm, mình biết là biết cái đó và biết cái nghĩa của nó. Còn mình không biết, đi tìm hiểu, chứ không có nghĩa. Mà mình hiểu được nghĩa rồi, tâm mình bừng sáng hết chấp. Chẳng những không chấp mà chúng ta còn giải thoát được có hay là không có. Ví dụ như nếu mình chấp nè, bữa cơm này không có thanh tịnh, không có bắt ấn cúng. Vậy là mình chấp phải không?
mà chấp là không giải thoát. Còn mình biết bữa nay mình cái hoàn cảnh mình không có dùng cái bát cơm được, mình dùng cái mâm, cái tray cơm, thì làm sao mình bắt được vậy? Nếu như mà mình miễn cưỡng mình đưa lên cái nó lung lay lên làm cái rầm phải không? Cho nên mình biết cái pháp nó như vậy, nhưng hôm nay vì hoàn cảnh không làm như vậy cũng không có phải là sai. Mình làm việc gì mình phải hiểu nó. Hiểu xong rồi có làm cũng không cho là đúng, mà lỡ có giảm bớt cũng không gọi là sai, mà chúng ta biết ứng dụng, biết sử dụng. Cho nên cái đó là người có cái nghĩa, cái pháp đó. Cho nên biện tài, trí tuệ bừng lên đóa biện tài. Biện tài đó nó chỉ có mặt khi trí tuệ mình có mặt, hiểu biết mình có mặt. Hồi chiều hôm qua Phó Hòa họp ban hành đường, ban làm việc từ cái khóa tu hè và có thể những khóa tu về sau. Nếu từ khi mình tu viện chưa có xây dựng được những cái nhà ăn, nhà bếp thì mình còn nằm trong cái phạm vi hạn hẹp như vậy. Thì mình họp để làm gì? Đó, quý anh em thấy không? Sau một ngày mình hướng dẫn đại chúng, bây giờ mình thấy cái gì nó chưa thông. Tại vì bây giờ hoàn cảnh mình đổi mới hết, thì mình phải làm qua mình mới có kinh nghiệm. Mình thấy cái nào nó chưa được, mình ngồi lại mình bàn có cái nào nó có thể làm cho thông suốt theo cái khả năng của mình. Đó là mình vận dụng được cái cách mà trí tuệ Đức Phật dạy. Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Trần là bụi, sóng là nước. Nước này có thể tẩy đi hết được những cái bụi bặm. Hãy chỗ nào có bụi mà có nước thì chỗ đó rửa được. Những cái tâm cấu bẩn của chúng sanh mà có nước từ bi thì rửa được. Đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh. Cam lồ là gì? Là pháp dược. Khổ bệnh của chúng sanh là gì? Là chấp, là mê. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. Cái tai nạn, cái nguy hiểm mà do chúng ta hàng ngày, do ánh sáng của trí tuệ. Phật có một câu này hay lắm. Cái khổ không có dính vào chúng sanh, tại chúng sanh dính vào cái khổ. Cái câu đó được dịch tiếng Anh: suffering do not hold you, you hold your suffering. Tại mình ôm chặt cái đó mình mới khổ, chứ cái khổ nó đâu có ôm mình. Chúng sanh mình khổ là tại mình ôm cái đó. Mình biết nó khổ mà cứ ôm hoài. Cũng giống như ví dụ á, người ta mắng mình câu nhớ hoài. Cái tháng sau mình gặp, chị biết không, bữa tôi đi nó mắng tôi á. Cái ta hỏi mắng sao, lặp lại câu đó. Rồi cái một hỏi mắng nào, mắng tháng rồi. Vậy mình tháng rồi mình khiêng tới tháng này, mình kể lại cho người ta nghe, cái ta hỏi nó mắng sao, mắng vậy đó. Như vậy người ta mắng mình có một lần à, mà mình tự mắng mình ngàn lần. Mình nhớ một năm, mình kể một năm là mình tự mắng mình năm, phải không? Như vậy ai ôm khổ? Mình ôm câu đó, chứ câu đó đâu ôm mình đâu. Phật dạy đúng không? You hold your suffering. Mình ôm cái khổ của mình. Rồi mình về mình kể cho ba nghe. Xong cái tháng sau má về mình kể má nghe. Rồi từ từ chị em mình kể hết. Người ta nói con câu à, mà cứ mỗi lần mình lặp lại là mình sẽ nói câu đó. Nói tôi ngu. Quý vị hiểu ý không? Hồi nhỏ Pháp Hòa cũng bị vậy đó. Đi vô lớp học á, đi vô lớp học cái mấy đứa nó chọc, nói you stupid. Cái mình giận câu đó, cái nói, cái mình chửi nó, cái nó, tao biết tao ngu rồi, còn mày sao? Mày stupid, cái nó, tao biết mày ngu rồi.
mà cứ như thế mà mình bị, phải không? Mình bị gạt mình không biết, mình bị người ta chọc cho mình tự chửi mình mà mình không hay. Vậy mình ôm cái đó, cho nên hào quang quét sạch buổi nguy tai, liễu biết phất bày muôn thế giới. Nhành liễu của Đức Quan Âm cầm trên tay đó, nó mềm mỏng lắm. Chỉ con người mềm mỏng mới sống thôi, còn ai mà cứng đơ, cứng ngắc, cố chấp, bảo thủ thì tự bị lọt ra ngoài. Chứ Khổng Tử cũng dạy vậy, phải không? Trước khi Ngài chết, đệ tử nói xin Ngài dạy chúng con những điều cốt lõi cuối cùng. Ngài nói các con nhìn vô miệng Thầy, cái gì còn, cái gì mất? Nói dạ thưa Thầy, răng Thầy mất, lưỡi Thầy còn. Đúng rồi, răng mất là tại vì răng cứng, cho nên cứng nó mới gãy, nó mới rụng, cho nên kêu rụng răng. Còn lưỡi nó mềm, cho nên nó sẽ ở với mình cho tới chết. Người cứng cỏi như răng, dễ rụng dễ mất. Mà nhiều khi người ta tức, mình không có rụng tự nhiên mà ta quánh gãy răng. Nếu mà ai mà có phước mà rụng tự nhiên là đỡ, phải không? Già rụng răng. Có nhiều khi mình không dễ thương, ta quánh rụng răng. Nhiều khi những lời dạy đơn giản vậy thôi, nhưng mà nếu như mình ôm được cái đó, có phải mình hạnh phúc không? Mình ôm được giáo pháp đó mình hạnh phúc, còn mình ôm cái khổ kia mình khổ. Vậy mình tu mình phải có liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Bài tán rất là hay. Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Bài đó là nguyên văn một cái bài chữ Âm Hán, và một vị thầy Việt Nam, một hòa thượng Việt Nam của mình đã dịch cái bài này ra tiếng Việt. Cái lối dịch rất hay, và đọc lên mình hình ảnh Pháp Hòa đọc, mỗi lần Pháp Hòa đọc cái bài này Pháp Hòa cảm xúc, tại hình ảnh Đức Quan Âm hiện trong đầu mình. Tại mình đã từng thấy hình ảnh của Ngài Quan Âm đứng trên sóng, phải không? Ngài Quan Âm cầm nhành dương liễu, cho nên đọc cái bài này lên là trong tâm Pháp Hòa tưởng tượng được hình ảnh Đức Quan Âm. Liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cho nên mỗi một cái bài tán tụng, tuy rằng ca tụng một vị Phật, một vị Bồ Tát, nhưng đó chính là những bài pháp. Nếu chúng ta nắm được bài pháp đó, giữ được câu pháp đó, thì nơi nào chẳng là Phật pháp, việc gì chẳng là Phật pháp. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta ôm cái chấp, giữ cái phiền, nuôi cái muộn phiền của mình, thì ở đâu mình cũng phiền muộn giống nhau. Cho nên người mà có an lạc á, nằm dưới đất vẫn vui. Người không an lạc ở thiên đường vẫn không vừa ý. Người mà có an lạc rồi ở đâu cũng hạnh phúc hết. Quan trọng là tu, quan trọng là được tu, quan trọng là được tu, còn mấy kia không quan trọng. Cho nên rồi Pháp Hòa mới nói với một thầy đệ tử, mình làm gì làm, ngày nào mình còn được tu là ngày đó là ngày hạnh phúc của mình. Chỉ cần được tu thôi là mình đã hạnh phúc rồi. Chỉ sợ mình được tu mà không tu thôi. Đó, quý vị đến đây được tu, ráng tu. Còn không thì ngày qua tháng lại, xách giỏ đi về, không được gì hết, uổng lắm. Đừng có đi về tay không, phải đi về
bằng một cái tâm trạng hân hoan, hạnh phúc. Chỉ nhiêu đó thôi là mình biết mình đi tu thành công rồi đó. Tại vì quý vị bỏ rất nhiều thứ ra, không phải chỉ cái tiền vé máy bay mà thời gian của mình, sự lao nhập của mình trong mấy ngày này, dù chỉ có 4 ngày, thức khuya dậy sớm, ăn uống giờ giấc ngủ nghỉ thế này thế kia, đủ thứ những cái trải nghiệm hết. Đó là giá mình phải trả cho cái con đường tu tập. Đừng có để nó uổng đi. Cho nên hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng không phải là thuyết kinh giảng pháp gì, như là một sự nhắc nhở ôn đọc lại lời của Phật dạy. Phật dạy mình có 4 việc nên giữ. Đó là thân cận thiện hữu, chuyên tâm nghe pháp, hệ niệm tư duy như pháp tu hành. Cái gì nó hay nên cột nó, dính nó. Pháp Hòa có mấy chú đang tập sự đi xuất gia, thì Pháp Hòa lâu lâu kêu lên Pháp Hòa hỏi bài. Mấy ngày nay con học được sao, đọc cho thầy nghe. Đọc tới câu nào quên thì Pháp Hòa nhắc. Mà đến khi đến câu nào hai thầy trò quên hết luôn thì phải nói đó, thấy không? Chỉ cần mình không thường xuyên ôn đọc, mình sẽ quên lãng. Thì con cứ suy nghĩ, nếu mỗi ngày tâm mình không nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng, nhớ thánh giới của Phật, đây là 4 điều mà Phật dạy trong kinh, thì làm sao mình hạnh phúc an lạc được? Cái này Phật gọi trong kinh, nó thuộc về những cái đoạn mà chúng ta cần phải học. Trong đó có những cái chuyện nhớ Phật, nhớ pháp. Nhớ pháp là nhớ kinh. Cho nên thay vì á, mình muốn tái sinh vào cõi lành, đừng nhớ chuyện không lành, nó không có tương đồng. Muốn tái sinh cõi lành thì tâm mình phải nghĩ tưởng điều lành, đưa cái tâm trí mình tới cõi lành. Còn nếu tâm trí mình dán vào những người mình ghét, những chuyện mình tức, mình giận, thì cái cõi tương đồng nó sẽ chờ mình. Thế thôi. Tất cả trong kinh Pháp Cú có câu: đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Trong kinh thì dùng cái từ là tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Nhưng mà khi đọc cho đại chúng, Phật xin sám hối đổi một câu để cho nó phù hợp chung với tất cả. Nguyên văn của kinh là tỳ kheo đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Tại vì tỳ kheo là ai? Tỳ kheo là người thực hiện 3 việc: phá ác, bố ma, khất sĩ. Còn bây giờ các vị không phải tỳ kheo, nhưng mà đọc câu này để cho mình học, thì Pháp Hòa sửa một chữ để nó phù hợp chung là: ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đường này đến Niết Bàn, đường kia đến thế gian. Mình muốn đi đường nào? Thì muốn đi đường nào thì sẽ có hành trang vé máy bay của đường đó. Nhiều khi mình móc lộn vé máy bay, nó scan không ra, đúng không? Mình trên cái đổi hai cái máy bay đó, dù mình bay từ đâu qua đâu, cái mình đưa lộn vé nó không ra. Phải đúng cái code nó mới ra được. Rất là make sense. Trong tâm mình phải có code của cực lạc, scan cực lạc nó mới ra. Còn lòng mình cực khổ mà đòi đi cực lạc, no way. Cái này đúng là no way, không còn đường. Thôi chúc đại chúng ngủ ngon. Theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, thứ bảy tuần sau là ngày 17 tháng 11 á, là kỷ niệm Đức Phật A Di Đà. Thường thường á, mỗi một vị Phật Bồ Tát chúng ta có một ngày kỷ niệm. Đặc biệt là những vị nào mà chúng sanh thường hay có duyên thường niệm. Giống như mình
đa số gặp nhau A Di Đà Phật. Vậy thì thật ra thì Đức Phật A Di Đà không có mặt ở cái thế giới của chúng ta. Ngài chỉ là một vị Phật được sự giới thiệu của Phật Thích Ca. Vì thế giới con người mình có một Đức Phật lịch sử có thật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cách đây 2600 năm Ngài sinh tại Ấn Độ. Nhưng mà Ngài giới thiệu ở phương Tây có một Đức Phật tên là A-di-đà. Thì Ngài phát nguyện rằng nếu chúng sanh nào ham thích sanh về cảnh giới an lạc của Ngài, thì các vị đó phát nguyện, thì khi mà mãn cái thân ở đời này thì Ngài tiếp rước về đó. Thì ở đây á, chúng ta nên nhớ là tất cả những sự việc gì chúng ta muốn thành tựu thì không phải chỉ một chiều hướng mà được, mà nó hai phần. Đức Phật Di Đà là người phát nguyện muốn rước mình đi, rồi mình phải là cái người phát nguyện muốn sanh về đó. Đây là một cái ý nghĩa mà chúng ta có thể nương vào đó để ứng dụng trong cuộc sống. Mình trong một cái gia đình của mình, nếu mà một người, cả hai người cùng muốn có hạnh phúc thì hạnh phúc mới có mặt được. Còn một người muốn hạnh phúc mà một người không thì làm sao có được. Cho nên Phật Di Đà sẵn sàng rước, nhưng mà mình có muốn về không? Mà mình muốn về thì mình nương vào cái nguyện đó để mà mình sanh về đó. Cho nên Phật phát cái nguyện thì mình phải nương vào cái nguyện đó. Thí dụ một vị xuất gia đi tu cũng có một cái nguyện, mình nguyện là mình đem cuộc đời của mình để cống hiến cho mọi người. Thì bằng tất cả mọi cái phương tiện gì đó, thì các vị đến thì các vị yêu cầu làm gì mà trong khả năng các vị đó, thì các vị đó sẽ làm ta mình nguyện. Cho nên á, một người mà sống ở trong cuộc sống của mình, mình phải có cái nguyện. Bởi vì trong gia đình cũng vậy đó. Thí dụ như người mẹ là thường lo cơm cho con ăn, thì để đứa con nó đói bụng nó đi kiếm ai? Nó kiếm mẹ, tại vì nó biết mẹ là cái người lo cho nó ăn. Nhưng mà hễ nó muốn ký giấy, nó muốn đi họp cho gọi là parents teacher interview, họp thì ba đi họp, tại vì ba giỏi tiếng Anh hơn thì nó kiếm ba. Thì mỗi người chúng ta có một cái bổn phận, có một cái trách nhiệm, có một cái nguyện nào đó, thì con cái nó nương vào cái cuộc sống, cái cách mình sống đó, nó nương vào đó. Cho nên quý vị trong gia đình mình cũng phải có một cái nguyện. Để làm chi? Để chúng sanh là con cái mình đó, nó biết, nó biết mà nó nương vào đó. Cho nên ai mà thích nấu thức ăn chay cho mọi người mà nấu một cách rất là hoan hỷ vui vẻ, cho nên người ta cần gì người ta kiếm vị đó. Có nhiều người thích chở người này đi kia, đi bác sĩ, đi chợ, đi làm giấy tờ, cho nên cần kiếm vị đó, không đợi Phật Di Đà. Nhưng mình lấy cái hình ảnh đó, cho nên Phật đưa cái bàn tay Ngài tiếp. Thấy không? Ngài tiếp đây là tượng trưng cho gì? Dẫn dắt mình. Thì trong cuộc sống của mình phải cần có một người dẫn dắt mình. Mà người nào muốn sanh về cõi Phật đó, đó phải đủ ba điều kiện: tính, nguyện, hành. Tính là niềm tin, nguyện là mình phát cái nguyện, hành là mình thực hành. Mà tính, nguyện, hành, tính là mình niềm tin. Thí dụ mình tin mình sẽ học hành thành tựu, thì mình tin là mình có khả năng đó, thì mình nguyện mình học, thì mình nguyện rồi thì mình phải làm, thì nương vào ba cái đó cái mình thành tựu. Mình tin rằng mình có thể có một cái mái ấm hạnh phúc gia đình, cho nên mình nguyện mình cưới vợ, rồi mình hứa hẹn hạnh phúc với gia đình. Thì khi có con có gia đình rồi thì mình phải hành những cái điều mà mình đã phát nguyện. Cho nên ở trong cái lễ cưới á, hai người cũng phải có cái lời nguyện với nhau. Có nhiều em á, nó không cần cái vị thừa phát lại hướng dẫn, nó tự nó có một cái lời nguyện, nó nói với nhau, nó viết.
Pháp Hòa đi làm đám cưới cho nhiều cặp. Có nhiều đứa nói phải chờ mình chỉ dẫn, còn có nhiều đứa nó nói con viết sẵn lời, một cái lời con muốn nói với vợ con, con có viết một cái lời hứa với chồng con. Cho nên tới giờ đó cái nó móc tờ giấy ra nó đọc, hay là nó sẵn ở trong lòng của nó, nó nói lên, đó là cái nguyện đó. Và chính cái nguyện đó đó, nó sẽ nương vào cái nguyện đó mà nó sống. Hồi xưa anh hứa với tôi sao mà giờ trật lất hết vậy. Hồi xưa chị em hứa với tôi sao mà giờ không đúng. Cho nên cuộc sống là phải có nguyện. Mình không có nguyện, mình không có nương vào cái nguyện đó. Cái nguyện là một cái sợi dây, một cái sức mạnh, một cái lực, mình nương vào đó. Cho nên ví dụ như có vị nói thôi tôi không dám hứa đi chùa đâu, hứa là không đi tội. Không có, đâu, không có tội gì hết, không có tội lỗi gì hết đó. Tại mình nói ngày mai con đi chùa, nhưng mà giờ sáng nay con bệnh rồi, không lẽ bệnh cũng đi vô đây. Đi vậy đừng tội. Phật không có bắt tội mấy chuyện đó. Mình bệnh mình không đi được, hoặc gia đình mình có việc mình không đi được, không có sao hết. Mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ nhặt. Còn mình, còn cái nguyện, ví dụ như dù mình đi chùa hay không đi chùa, nhưng mà cái tâm chuyển hóa tu hành của mình nó không thay đổi. Thí dụ mình không đi được, mình ở nhà mình niệm Phật, mình tụng kinh, cái đó là mấy cái chính. Còn cái chuyện mình đi được thì tốt, còn do sức khỏe, duyên, gia duyên của mình thì nó khác. Cho nên, nhưng mà mình muốn tiến bộ xa trên cái đường tu, mình phải có nguyện. Cho nên mình không nguyện thì nguyện là gì? Là một cái lời mình nói ra mà từ cái sự hiểu biết sâu sắc. Chứ không có giống như kiểu hứa nha. Nguyện với hứa nó khác à. Hứa là đụng đâu hứa đó mà không suy nghĩ. Thí dụ người ta hỏi tuần tới chị chở tôi đi chợ được không? Được. Mà quên coi cái chương trình. Tới hồi mà nhìn tới sát nơi rồi mới nhớ là mình đã hứa chuyện khác. Không? Còn mình trước khi mình hứa mình phải coi, coi lại cái mình làm cái việc gì. Giống như ở trong chùa không vậy? Nhiều khi nhiều việc quá phải ghi vô lịch, mày đâu khi vậy mà còn quên nữa chứ đừng nói là mà mình cứ hứa suông. Cho nên tu theo Phật gì đều, ai muốn cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là cái nơi chốn trong sạch. Tịnh độ còn được gọi là cõi cực lạc. Mà cực lạc thì nó đối lại với gì? Cực lạc đối lại với cực gì? Cực khổ. Phải không? Mà khổ là cái gì? Khổ là khi chúng ta không có chấp nhận nó là chúng ta khổ thôi. Thí dụ như mình ở xứ Edmonton này thì bắt buộc mùa này là phải lạnh thôi. Có chuyện gì đâu phải khổ. Mình biết ở xứ này thì cái chuyện tới tháng này là phải lạnh là chuyện đương nhiên. Mà mình không chấp nhận thì cái chữ không chấp nhận nó mới thành khổ. Chứ còn mình nhẹ nhàng với nó thì tự nhiên mình cũng bình thường. Cho nên khổ hay lạc là do mình. Nhưng mà bởi vì có những chúng sanh người ta chưa đủ sức mạnh, ta thấy cái đó. Cho nên Phật tạm thời nói một cái phương tiện là có một cảnh giới an vui để mình hướng tâm về đó. Mình phải tu tập theo cái cách đó để làm chi? Mình tu tập đúng rồi cái tự nhiên mình nhận ra được cái chỗ đó rồi, cái ngay cái chỗ này mình cũng có vui. Cho nên tất cả là một cái phương tiện. Nhưng mà phương tiện đó nó sẽ dẫn mình tới cái chỗ rốt ráo cứu cánh. Cho nên tất cả có một cái phương pháp, mà cái phương pháp đó gọi là con đường. Cho nên mình quy y pháp là vậy đó. Pháp là gì? Pháp là con đường. Mà có những con đường dẫn mình tới chỗ sai lầm, có những con đường dẫn mình tới chỗ an lạc. Cho nên chúng ta gọi là đạo. Thí dụ như mà trong thế gian hỏi anh đạo gì? Mình nghĩ đạo là tôn giáo đó. Nhưng mà thật ra chữ đạo này là gì? Là con đường dẫn mình đi đâu. Cho nên tôi đạo Phật. Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Đạo Phật nghĩa là đi trên con đường tỉnh thức giác ngộ. Mình sống, mình đi như thế nào, mình sống như thế nào mà mỗi ngày mình có vui, mình có an lạc là mình biết mình đi đúng đường đó. Đạo Phật của mình là đạo đúng đó. Còn đạo Phật của mình á, mà tối ngày cứ khổ đau vì việc này việc kia, mình tu càng ngày mình càng khổ là mình biết mình đi lạc đường rồi đó. Cái đó không phải đạo Phật, nó đạo khổ. Cái đạo đó đạo khổ. Còn đạo Phật nghĩa là Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Mà anh sống sao mỗi ngày anh không giác mà càng ngày anh càng mê là mình biết mình trật rồi đó.
Nếu mình tu mà mình thấy mỗi ngày mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mà cái tinh, cái niềm, cái tinh tấn của mình nó có, cái tu hành của mình nó có niềm vui. Ở chùa mà không vui sao chịu nổi. Mình theo đạo Phật mà mình không có khổng hạnh phúc an vui và mình biết mình trật đường rồi đó. Phải quay lại. Quay lại đó là mình nhìn lại cái cách sống của mình. Thì gia đình mình cũng vậy. Mỗi ngày mình cứ làm râm rắp vậy là mình cũng một con đường đó mình đi. Mà ngày nào vợ chồng cũng gây lộn, mình biết con đường này nó trật rồi đó. Quay lại coi coi sao gì kỳ vậy đó. Thì mình mới biết rằng mình tìm ra được một lối thoát. Vì vậy cho nên cái chữ đạo á, chữ đạo á, nó quan trọng lắm. Trong cái đạo nó phải có một cái nhìn thấu đáo đó. Nó phải có cái nhìn mà mình khi mình nhìn thấy rõ rồi mình mới đi. Pháp Hòa ví dụ nè, mình lái xe, mình lái xe thì mình lái xe mình đi trên đường. Bây giờ mình đi bộ trên đường, lái xe trên đường, làm sao để mình đi được nếu mình không có con mắt để nhìn thấy rõ? Mà không thấy rõ thấy đường nào mà nó có hầm hố, nó có gai góc, để nó có những cái cản trở để mình đừng đi. Cho nên trong đạo phải có cái nhìn, là cái thấy. Rồi bên cạnh đó là phải có cái bước đi thì nó mới tới nơi được. Đó, cho nên á, nếu mà nói tới con đường á, theo cái nghĩa thường á, không phải con đường bình thường. Đấy, thí dụ như thế, con lên lầu đi lấy cái chén cho bà, nó phải có con mắt nó nhìn chứ, nó thấy đường nào để lên lầu chứ. Rồi thấy không đâu được, chừng nó phải bước. Mà nó bước thì nó đi đúng đường vậy đó, nó mới tới. Cho nên mình muốn sống ở trong đời này, mình muốn đi đường nào, muốn làm việc gì, mắt mình phải thấy. Nghĩa là cái chữ thấy đây là gì? Phải rõ ràng, phải hiểu, rồi mình phải thực tập cái chuyện đó, phải đi tới cái chỗ đó. Cho nên tại sao Ngài Huyền Trang trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có tài đằng vân, chỉ cần bay một cái thôi là lên tới cõi trời. Vậy mà tại sao không đằng vân một cái một cho ba bốn thầy trò một lèo tới Tây Phương, mà phải đi một cái lộ trình chi cho nó cực khổ vậy? Cái đạo đó, anh phải lấy cái bước chân của anh đi anh mới tới được. Từ đây ra tới cửa mà mình không đi cũng không tới. Vậy thì cái chữ đạo nè, thường này mình nói đó, nó không đơn giản đâu. Cái chữ đạo mà Phật giáo muốn nói nó sâu sắc lắm. Không phải là A Tầm Phù mà tin thì kêu tin đạo. Không thấy biết gì hết, không rõ ràng chuyện gì hết. Làm việc gì mà mình không hiểu gọi là mê tín. Mình vẫn làm việc đó dù nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện, nhưng mình hiểu cái phương tiện nó ở mức nào để mình hành xử, mình làm, cái đó là chánh tịnh. Làm cái gì mình không hiểu mới kêu mê, còn làm mà hiểu thì không mê. Mặc dù nó không phải là rốt ráo, nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là một phương tiện. Ví dụ cái chuyện để tang, nó đâu phải của Phật giáo, đó là một cái phong tục của người Việt Nam. Nó không phải của đạo Phật, mà nó cũng có đạo nào hết á. Nó là văn hóa của người Việt, để nói lên cái ý nghĩa là mang ơn, đội ơn. Cho nên người ta gọi là đội tang. Mà tang là biểu tượng cho một cái ơn. Bình thường mình cũng đội vậy, mình cũng đội ơn vậy, nhưng mà mình chưa có thể hiện. Nhưng mà hôm nay mình thể hiện trong cái tang lễ đó qua cái chiếc khăn đội trên đầu. Vậy cái tang này nó có xui gì không? Bây giờ lỡ mình thọ tang rồi không xả tang, không có xui xẻo gì hết. Nhưng mà tại vì theo cái phong tục làm để quý vị yên tâm, phải có lễ phát tang, thọ tang, rồi 49 ngày sau mới làm lễ xả tang, hay 3 năm sau lễ xả tang. Nói chữ xả cái quý vị yên lòng. Bây giờ mình để tang lỡ quên không xả có sao không? Cũng sống nhăn răng như thường, không có sao hết. Đừng sợ gì cái chuyện đó. Mình ơn mà. Rồi bây giờ ví dụ mình xả cái đó rồi, biểu tượng là mình xong cái đó rồi, cái ơn trong lòng mình không nhớ sao? Cho nên cái tang này là cái biểu tượng xả rồi, nhưng mà tâm tang vẫn còn. Tâm tang tức là cái mình không buồn, không thương, không nhớ mẹ cha khi mẹ cha mất sao?
bộ xả rồi cái quên sao. Cho nên vẫn có cái tâm tan, mà tâm tan đó mình giữ cho nên mới nhớ ngày giỗ đó, mình mới ghi trên lịch đó. Giờ bắt đầu ông bà tổ tiên mình đi lần lần hết rồi. Hồi đó có hai người à, còn nhớ giờ nhiều người quá, phải ghi cái list đó. Phải ghi danh sách ra ngày nào giỗ ai, giỗ ai. Giờ Pháp Hòa có đề nghị là mình nên cúng một ngày giỗ chung, đó là nhân cái dịp lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn ở đây nè. Mình chọn cái ngày đó làm ngày giỗ chung để cho con cháu nhớ ngày đó thôi, tập hợp về. Còn ai muốn cúng cúng giỗ riêng thì cúng, nhưng mình phải có một ngày giỗ chung. Quý vị chọn cái dịp nào cũng được, Thanksgiving cũng được, mùa Giáng sinh này cũng được nữa. Đó, một cái ngày lễ nào mà thuận lợi cho tất cả mọi người để người ta tập hợp về đó, thì cái người nào đứng ra làm cái đó là cái nguyện. Và mình tin rằng á, cái việc làm này của mình sẽ quy tụ con cháu trong gia đình và truyền đạt lại cho con cháu một cái ý nghĩa đạo đức, thương tưởng người thân dù họ đã mất rồi, sống sờ sờ đây đôi khi còn quên phone hỏi thăm mà, huống chi đã chết không. Cho nên người thân, người Á Đông mình, tổ tiên mình có một cái hay là đặt ra cái lễ giỗ. Rồi thì bây giờ cái người không hiểu mới nói ai sống đâu, ai ăn đâu mà cúng, cúng ma, cúng quỷ, gọi là mê tín. Mình cúng mà mình hiểu tại sao mình cúng. Mà mình mượn người chết mình cúng, nhưng mà thiệt cúng cho ai? Cúng toàn người sống không à? Đây nhìn kỹ có toàn mấy món nó thích không à? Đây. Mình cúng mà mình lựa món nào con cháu trong nhà mình thích, mình nấu một bàn mình cúng vậy đó. Lấy cái ý nghĩa là cúng cho người chết, chứ lát là mình hưởng hết, là không phải cúng mình sao. Nhưng mà cúng một cái tinh thần không quên cội nguồn để cho con cháu mình nó nhớ, cái cúng đó mới cần. Đây là cung dưỡng một cái văn hóa, một cái đạo đức, một cái truyền thống. Mình hiểu được vậy, có cúng 10 lần cũng không có mê tín. Thế mình hiểu mà, mình biết tại sao mình làm. Cho nên đại chúng nhớ là mình làm việc gì, mặc dù nó là phương tiện thôi, nó không phải là cứu cánh, nhưng nhờ phương tiện này mình hiểu tại sao mình làm. Cái chuông, cái mỏ trong chùa cũng là phương tiện thôi, không phải tụng kinh phải có mỏ. Không phải tụng kinh phải có mỏ. Nhưng mà cái mỏ đó là để giữ nhịp, để đại chúng tụng cho nó đều đặn với nhau. Và đồng thời cái tiếng nhịp đều đều này là biểu tượng cho người tu hành phải luôn luôn giữ cái sự tinh tấn thường xuyên, không có ba hồi thì biến nhát, ba hồi thì siêng năng, mà giữ cái điều độ. Cho nên tụng nó nhịp nhàng, tiếng mõ nó đều đặn, đó là sự điều độ trong cuộc sống, luôn luôn là giữ cái điều độ đó. Rồi lâu lâu thỉnh một tiếng chuông lên để thức tỉnh mọi người. Nó là một biểu tượng, chứ nó không phải là cái lễ bắt buộc. Bây giờ đông vầy mà không có chuông có mỏ tụng, nhiều mỏ quá. Nhiều mỏ quá, không có cái mỏ thống nhất thì nó mấy cái mỏ kia nó lạc đường hết. Cho nên mình phải thống nhất lại. Nhưng mình tụng một mình ở nhà mình thỉnh mỏ làm chi? Có ai tụng chung đâu mà sợ mất nhịp mà mình phải thỉnh mỏ. Còn nếu mình có giữ nhịp canh đều đều nhỏ nhỏ vậy thôi, sử dụng cái mỏ mà biết lúc nào thỉnh to, lúc nào thỉnh nhỏ. Ở nhà tụng có một mình mà thỉnh giống như 100 người nghe vậy đó. Rồi ở nhà nghe nó chát chúa, cái tự nhiên ta mất cảm tình với cái mỏ. Lẽ ra cái tiếng mỏ nó hay ho, tiếng chuông nó thanh thao, nó hay ho, mà cách hành xử của mình không đúng, chật lối, chật chỗ, cho nên làm cho người ta mất cảm tình. Vậy thì chữ đạo ở đây là cái thấy và bước chân. Mình thấy rõ điều kiểu mình làm, mình tiến hành, mình làm, mình thực hiện cái việc đó, đó là đạo. Cho nên đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm con, đâu phải chỉ có đạo Phật, đạo Chúa. Đạo này là nó ở trong người của chúng ta, ai cũng phải thấy cái đó, ai cũng phải thực hiện cái đó. Thấy con mình bệnh mà không bước tới hỏi thăm nó, mất đạo rồi đó. Thấy vợ bệnh mà tỉnh bơ, vậy thì cái thấy này nó như không thấy. Còn nếu như mình thấy vợ bệnh mà mình chăm sóc vợ, mình phụ vợ, mình lấy thuốc cho vợ uống, cái hành động đó là bước tới, là bước đi. Mà mình thấy mà đi mà biết là đạo. Chờ tôi bệnh, chồng tôi chăm sóc cho tôi, đó là đạo làm chồng.
Mai mốt mình bệnh cái vợ chăm sóc đạo làm vợ, cha mẹ bệnh con cái chăm sóc là đạo làm con. Cái đạo này nó mới cần. Còn cái đạo chữ nghĩa mình nói đó, nhưng mà phải nói chữ đạo đó mà mình phải hiểu được cái nghĩa của nó, cái thực tập của nó. Cho nên đạo Phật muốn nói cái đạo này nè, đạo là ở cái thấy, biết, thực hành, là tính, nguyện, hành. A-di-đà là gì? A-di-đà có ba nghĩa: ánh sáng vô lượng, tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Công đức vô lượng, tượng trưng cho hành động. Thọ mạng vô lượng, tượng trưng cho sự gọi là nhớ nhau, hay là cái tuổi thọ mình miên trường. A-di-đà có ba nghĩa: ánh sáng vô lượng gọi là vô lượng quang, hành động vô cùng đó là vô lượng công đức, và chúng ta tâm niệm với nhau mãi mãi gọi là vô lượng thọ. Cho nên gặp nhau A-di-đà Phật, nghĩa là chúc cho nhau vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Vậy chữ A-di-đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa có ba chữ. Nhưng mà thật ra đó, cái nghĩa chính của nó là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Tại vì người mà có ánh sáng vô lượng, nghĩa là cái thấy biết vô lượng, thì hành động, việc làm cũng vô lượng. Cho nên cái công đức, cái tuổi thọ nó là cái tùy vào thôi. Cũng giống như ánh sáng pha tới đâu là xe mình lái tới đó. Quý vị đi đường ban đêm mà đi tới đâu là, nghĩa là đi dẫn đúng đường là nhờ cái đèn nó có ánh sáng nó soi rồi mình đi, thì cái đó là cái ánh quang đó, cái đó là ánh sáng đó. Cho nên mà trong bóng tối mà chỉ cần có ánh sáng là thấy rõ chỗ nào đi, chỗ nào mình nên tránh hết, cho gọi là vô lượng quang. Cho nên trong kinh Pháp Cú câu thứ 123: ít bạn đường nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Cây câu này nó có nghĩa là nếu mình đi đường mà mình lại có nhiều tiền của thì mình nên đi những con đường an toàn, không dám đi con đường nguy hiểm. Thì có một cái gia đình đó, người ta đi buôn, nhưng mà người ta đi với một đám đông, cho nên rồi những người cướp họ xuất hiện, nhưng họ thấy đông quá họ cũng không làm gì được. Thì các vị mới về kể câu chuyện này cho Phật nghe, nói cái ông này ông đi buôn mà nhờ ông đi với đám đông á, cho nên ông an toàn. Thì Phật nói cuộc đời nó cũng giống như vậy, mình mà đi trên một cái con đường an toàn á, thì mình cũng nên tìm cho nó rõ. Người tu của mình á, tại sao làm việc gì các vị không có đi một mình, không có ở một mình, là tại vì mình sợ cái nguy hiểm của cái đọa lạc, cái sai quấy. Thí dụ mình ở trong phòng, các thầy còn trẻ, nguyên tắc là ở chung để làm chi? Để dòm ngó với nhau. Thí dụ mình ở mình á, mình muốn làm những cái chuyện gì sai nó có dễ làm, còn ở chung không tiện, nó bất tiện quá, cho nên nhờ như vậy nó giữ được cho nhau. Cho nên mình mới kêu là tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Một người tu á mà rời xa bạn đạo quá, sống một mình đơn độc á, dễ rơi rớt lắm đó. Còn mình con cọp á, con hổ đó mà nó ở trên rừng á, mà nó xuống núi một mình nó đó, nó dễ bị người ta bắt lắm. Còn nó ở trong rừng á, nó có cây cối bao che nó, ai mà có rượt nó lòn lách trong rừng, hay là có nhiều con cọp khác bảo hộ nó, một người thợ săn không dám tới gần nó. Nhưng mà nó mà đi xuống núi một mình là nhiều người sẽ bắt nó. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Cho nên các thầy tu trẻ phải tìm những người, những bậc thầy lớn để nương tựa, chứ không được ở một mình. Tại vì sao? Tại vì mình đạo lực mình chưa có đủ, trí hóa mình chưa đủ, mà mình dễ rơi rớt. Mà cái xã hội bây giờ nó còn dễ dữ nữa, nội cái đường dây internet không là đủ làm cho mình khổ.
khổ rồi. Đấy, người lớn đây còn bị nữa chứ đừng nói người trẻ nữa. Tại vì sao? Tại mình thích sống mộng mơ. Mình thích sống mộng mơ rồi. Chụp hình bây giờ còn Photoshop được mà. Thì cái gì mà nó không có ảo được không? Ta kêu sống ảo mà, nguy hiểm. Cho nên con đường mình đi phải, mình nhiều tiền của đây còn tượng trưng cho gì? Mình có cái, mình đã, cái đường của mình đi nó đã đầy đủ như vậy. Ví dụ một cái người tu từ nhỏ tới lớn, hay là mình đã sống cuộc đời nó an tịnh như vậy, tự nhiên một ngày đó mình rơi rớt uổng. Cho nên là mình, Đức Phật dạy ít bạn đường, nhiều tiền người buông tránh đường hiểm. Cái người buông đem theo nhiều tiền của quá, đừng đi con đường hiểm, phải đi chung đông người, không ai dám làm gì mình. Người muốn sống an lạc, sống vui vẻ thì hãy tránh những cái độc, hãy tránh ác như vậy. Mình muốn sống an toàn đâu có dám ăn đồ độc, thì mình phải tránh cái đồ, cái ác giống như mình tránh thuốc độc vậy. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, người thương tích tránh độc, không làm không có ác. Với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm ô. Với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Thí dụ bây giờ á, tay mình bị thương, thí dụ mình lỡ đứt tay đi, mà cầm trúng nhầm một cái gì á, nó sẽ có thể nó là nhiễm trùng. Nhưng mà nếu tay mình lành lặn, mình cầm cái sắt, cái gì nó không có sao hết. Còn một cái người mà bị thương, bị đứt tay rồi á, cầm sắt, cầm những cái vật dụng có thể bị nhiễm trùng. Thì cái người mình cũng vậy. Mình không có né những cái chỗ mà nó có thể nó làm cho mình bị thương tích, bị ô nhiễm á, thì có ngày cái người mà trong lòng không có cái ác thì cái ác nó không có làm gì mình được hết. Ác đây là gì? Những cái pháp nào mà nó nhiễm ô, nó làm mình bị tổn giảm. Phong và ví dụ, trong lòng mình không có cái tâm ăn cắp, không muốn ăn cắp ăn trộm gì của ai. Cho nên ai có rủ mình đi ăn cắp ăn trộm cũng không nghe. Mà thậm chí ai đỡ để hở đồ quý đó, mình vô mình thấy rất là tiện lợi cho mình chôm đó, nhưng mà tại trong lòng mình không có cái tâm chôm, cho nên mình không có lấy. Mình lấy nhưng mình đưa ra, mình nói hồi nãy tôi lượm được cái này của ai nè, xin thông báo gửi trả giùm. Còn cái người mà đã có sẵn cái tâm đó rồi thì mọi cái phương tiện bên ngoài nó có thể nó làm, nó kéo lôi mình. Cho nên á, hồi xưa có một vị dạy mình á, một ngày mình làm một việc thôi, đó là tư vô tà. Nghĩa là cái tư duy của mình đừng có tà, đừng có lệch lạc. Tư vô tà, ngày nào cũng sống bằng cái tâm niệm đó. Tư vô tà nghĩa là đừng suy nghĩ sai quấy, đừng suy nghĩ xấu ác. Mà hễ mà suy nghĩ xấu ác thì hành động, lời nói, việc làm. Cho nên á, mỗi ngày mình á, có ba việc mình làm nè. Một là mình nói, hai là mình suy nghĩ, ba là mình hành động. Nhưng nếu mình suy nghĩ tốt thì mình hành động tốt, nói tốt, gọi là nghiệp thiện. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ xấu, mình sẽ nói xấu và làm xấu, là nghiệp xấu. Vậy thì chữ nghiệp trong Đạo Phật hay nói là gì? Đó là cái cách sống hàng ngày của mình. Nhưng nếu mình học cái cách sống hàng ngày đó, nó từ đâu? Từ cái suy nghĩ gọi là ý, từ cái hành động gọi là thân, từ cái lời nói gọi là khẩu, thân, miệng, ý. Quý vị suy nghĩ coi có phải mỗi ngày con người mình đều phải suy nghĩ, phải nói, phải làm không? Nhưng mà nếu mình không có thanh lọc cái suy nghĩ này thì nó sẽ đưa ra hành động xấu và nói xấu. Cho nên á, ví dụ mình lược cà phê, mình lược cà phê mà lược kỹ thì cà phê nó không rớt xuống, uống dễ chịu. Dù cho một hai hạt nó rớt xuống mà nó dính, uống vô nó lợn cợn cũng khó chịu nữa. Cho nên là người ta uống trà đó, cái cách pha trà đó, người ta pha châm xong bình này, người ta rót qua cái chén tống, rồi nó có cái lưới nó lược lại để chi, nhìn cái chén trà nó trong mà uống nó không có những cái lợn cợn. Mình rót cái bình trà mà nó rớt một cái lá trà vô thôi,
uống cho nên nó dính miệng là phải nhả ra. Thật ra chỉ chút xíu đó thôi, lược. Mà cái lược nó giống như cái tâm của mình. Mỗi ngày mình không có lược ra thì nó lọt vô đó một chút, nó lọt vô đó một chút, lâu ngày nó nghẹt. Cái sinh của mình á, rửa chén là phải có cái lược. Mà rồi trước sau gì rồi nó cũng phải nghẹt à. Tại vì sao? Lược không kỹ. Mình lược không kỹ, cứ để mỗi ngày nó rớt xuống chút. Mà có nhiều người ta xin lỗi, người ta ẩu, không khe luôn, để cho nó rơi rớt xuống cái sinh thoải mái vậy. Thì cái này nó mau nghẹt hơn. Thì khi mà nó nghẹt rồi là nó bế tắc hết. Thì tâm tư mình cũng vậy, mỗi ngày mình phải lược. Thì đạo giáo mới chỉ cho mình cách lược. Ví dụ như là cho nên mới có những cái pháp môn tu đó. Ngồi thiền nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, lấy Phật nè, tới tất cả những cái đó là cái cách lọc tâm hết đó. Ai ngồi lâu tê chân, ai dễ bị phân tâm, mà chỉ cho cách lại, đứng lên lại xuống để chi khỏi buồn ngủ. Mình ngồi mình tụng kinh thôi, mắt mình nó mờ ra, rồi mình ngủ không à, ngồi tụng chứ ngủ không à. Thôi giờ thay vì anh ngồi anh tụng anh ngủ phải không, anh lại Phật đi, anh đứng lên lại xuống vậy đó, tiếng đồng hồ, anh moving, anh có cái hành, có cái động tác, đứng trên phương diện cơ thể, anh được exercise, lên xuống giãn gân cốt, exercise ra mồ hôi, đứng trên phương diện tâm thức, tâm anh giao vào cái lời, cái câu niệm Phật đó, anh lại xuống. Như vậy thì lại Phật sám hối, trăm lại, 200 lại là một phương thức lọc tâm, qua một cái hình thức lại Phật. Và có nhiều người suy nghĩ lung tung, cho nên giờ ngồi thiền có suy nghĩ gì không? Có, nhưng mà một việc thôi, hơi thở của mình. Thay vì mình suy nghĩ lung tung, bây giờ mình ngồi thiền một việc thôi, suy nghĩ về hơi thở. Hít vô biết đây tôi đang hít vô, thở ra biết tôi đang thở ra. Hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, đếm tới 10, đếm ngược lại 10, 9, 8, cứ đếm hơi thở. Thì trong khi mình chú tâm vô, mình đếm cái hơi thở, không suy nghĩ gì nữa hết, tâm mình nó được tịnh trong khoảng 10 phút, 20 phút đó. Cái tâm mình làm sao không suy nghĩ được? Nhưng mình có một cái thói quen là suy nghĩ lung tung. Chứ mình không phải là mình không phải suy nghĩ một việc. Cho nên Phật dạy mình bây giờ làm sao lọc cái tâm lại, đừng có để cái tâm mình lung tung nữa. Có nhiều người hiểu lầm nha, nói ngồi thiền để cái tâm mình nó trống trơn. Trật, không có được. Con người còn sống là phải có suy nghĩ. Nhưng mình có một cái khổ là suy nghĩ lung tung. Bây giờ suy nghĩ một việc thôi, việc gì suy nghĩ việc đó. Quý vị đang nấu canh chua mà nghĩ tới cà ri, lát thế nào cũng bổ cà ri vô nồi đó. Nấu canh chua phải biết nghĩ tới canh chua, thì để bột me, để cho nó đúng bài bản. Nấu cà ri mà tới nghĩ tới canh chua là lát nó trật. Đang lái xe mà nghĩ tới việc khác hồi lái trật. Đấy, mới cách đây mấy ngày nè, có một Phật tử lên đây từ Calgary lên thăm chùa. Thăm rồi trên đường về nói chuyện vui quá, đi lạc 5 tiếng đồng hồ luôn. Thay vì đi 3 tiếng về tới nhà. Thỉnh thoảng lên trên xe mà mình, thứ nhất là trời đã tối rồi ha, thứ hai là phân tâm nói chuyện hồi thế nào không lạc. Nhiều khi mình trong bụng mình bước ra xe, tôi chạy vô đây tôi mua bó hành cho tôi ra liền nha. Đâu có ra liền đâu, 20 phút sau mới ra, mà rốt cuộc cái món mình muốn mua không có. Thì vô tới đó là phân tâm rồi, trời ơi cái nào cũng rẻ hết trơn, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng ngon, cái nào cũng rẻ, bị mấy cái đó nó lôi hết trơn. Đây quý vị mở một bài pháp lên nghe ha, trong khi quý vị nghe pháp là bên này nó hiện lên lô nha. Ai mới giật hụi đánh gì gì cái rà rạng hồi, cái bài pháp mình muốn nghe nó có 5-10 phút à, còn mấy cái kia nó lôi mình hết trơn. Đó, thì đại ý là như vậy. Những lúc mà mình đang coi cái này mà mình nhìn bên này nó có những cái hấp dẫn hơn, cái tiêu đề khác á, cái mình lấy cái tay mình bấm nó qua. Những lúc như vậy đó, mà nếu mình có cái đủ cái định lực, cái mình suy nghĩ là ôi ôi, mình dễ bị lôi quá ha, đang coi cái này lại coi cái khác, rốt cuộc không có cái bài nào mình coi trọn hết. Đức Phật dạy trong kinh Bách Vụ, có cái ông đó, ông muốn đi đâu đó mà ông đi cái ông bắt buộc ông về về tới nhà, cái đi 5 phút ông thấy người ta hát, cái ông dừng vô ông nghe.
Rồi cái đằng kia người ta chơi cái gì đó, ta đánh lộn gì đó, ổng cứ đứng coi mỗi chỗ 5 phút riết lát ổng trễ giờ. Mình cũng vậy thôi, mục đích mình muốn đi đâu đó, muốn làm gì đó, nhưng mình không có chú tâm. Cho nên thưa đại chúng là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc. Không thương tích tránh độc, không làm ác không có ác. Không làm không có ác. Người mà tay lành lặn cầm gì cũng được. Người mà tâm mà vững chãi rồi, ngồi đâu cũng được, đi đâu cũng không bị. Nhưng mình chưa phải là cái người đến cái chỗ đó. Vì vậy mà trong luật dạy, một người mới vô tu á, phải lo học luật, học kinh, học cái gì là cái việc của mình thôi. Còn mấy cái sách chánh trị nè, coi bói nè, hút thuốc nè, mấy cái đó không có được xem. Tại sao? Không phải mình chê, nhưng mà nó không phải là cái thời điểm để mình học. Mình phải học. Giống như bây giờ một đứa con nít nó vô trường nó học, mà nó không lo đọc cái bài nó học, mà nó lo nó mở mấy cái sách tiểu thuyết nó đọc không, thì nó thành được cái gì? Học cái gì phải focus vô cái đó. Bây giờ mình đang là người thanh lọc thân tâm, cho mỗi ngày quý vị phải có một cái phương pháp lọc tâm. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật 20 phút. Ráng tìm 20 phút lọc tâm mỗi ngày. Quý vị làm thử dùm 3 tháng quý vị thấy quý vị khác lắm. Nếu ai mà thật sự mà để tâm mình vào trong cái chuyện đó, trong vòng vài tháng thôi, quý vị sẽ thấy con người mình nó khác liền. Tại cái tâm mình bây giờ nó khác rồi thì cái cách sống mình nó khác. Cái tướng nó tùy cái tâm. Thể cái tâm mà chuyển là cái tướng nó chuyển. Cho nên nhiều người á, người ta tu rồi á, từ cái hình tướng nhìn rất là hung dữ, nhưng mà thật sự họ tu rồi họ chuyển. Cho nên cái gì mình làm mình chú tâm. Ai muốn học kinh, học môn khai, ai muốn học chú Lăng Nghiêm á, nếu mà người nào muốn thuộc chú Lăng Nghiêm mà để tâm vô đó mà hành trì miên mật trong vòng 6 tháng, người đó sẽ thuộc chú Lăng Nghiêm. Đó là lời Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy. Tại vì sao? Tại vì mình chú tâm vô đó, mình làm hết mực ở đó. Cũng giống như mình mài lửa thôi. Hai miếng gỗ mà mình mài mà không dừng, nhất định là lửa nó sẽ phát. Còn mình dừng lại một giây thì nó không thể phát lửa được. Cho nên tu hành nó phải siêng năng như vậy, miên mật như vậy. Mà đại chúng cứ nghĩ một ngày 24 giờ mà chúng ta không có một giây phút nào để mà lọc hết trơn. Mình cứ để bao nhiêu cái pháp nó tác vô tâm mình hết thì cái gì mình không ghé vô. Vì vậy mà tại sao xin phép mà mình nói cái câu cho nó vui, mình nhiều chuyện là vậy đó. Chỉ chuyện gì mình cũng ghé vô hết đó. Tinh chuyên một chỗ thôi. Việc gì của mình để tâm. Cái nào chưa phải đừng quan tâm. Thật ra cuộc sống này mỗi ngày thiếu gì mọi việc nó đi ngang mắt mình. Nhưng mà cái gì cũng phải của mình thì mình đâu có quan tâm. Phải không? Còn cái gì của mình thì mình sẽ giống như mình đi chợ vậy đó. Trong lòng mình muốn mua cái gì rồi nhất định mình sẽ lấy đúng cái món mình muốn. Chứ còn trong chợ thì hằng hà sa số món. Đi ngang thấy hết á, nhưng mà không phải món của mình muốn không lấy. Cũng như vậy. Hằng ngày mình sống cũng như vậy. Cái gì của mình nên để tâm. Không phải của mình, tạm gác đó. Khi nào cần thì cần bàn thì mình nói. Không cần thôi. Để cho cái tâm mình nó an tịnh. Thôi thì Pháp Hòa xin có chia sẻ với đại chúng hai câu trong Kinh Pháp Cú ha. Một câu thứ 123 và một câu 124. Câu 123 là: như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì người cũng phải tránh xa điều ác như thế. Con người mình muốn sống tránh thuốc độc, muốn đừng nguy hiểm tính mạng thì không đi đường nguy hiểm. Cũng như thế, người sống an lạc phải tránh xa điều ác. Thứ hai, với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc. Với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Mình không có thích cái đó thì cái đó nó có trước mặt mình cũng không có bị chi phối. Cũng giống như bây giờ ai mà ăn chay thuần thục rồi đó, bây giờ mỗi ngày có phải ngồi trước một cái quán thức ăn mặn cũng không bị chi phối. Còn mình mới tập tành ăn à, mới được tháng là hơi quen mùi chay rồi, mình lại ra đó người ta nướng nó thơm quá, thế nào cũng bị lôi kéo lại. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Cho nên người mà muốn bỏ thuốc
trước hết là phải tránh xa người hút thuốc, để đừng có bị người ta lôi. Vậy thôi, mình còn thèm mà đó. Cho nên giữ tâm thành trì, giữ cái tâm mình cho vững. Tại vì mình chưa chứng thánh là không có nên, chưa tin cái tâm mình đâu. Cho nhiều vị bình an thời gian, nó nói tôi bây giờ khỏe lắm, hết tham rồi, hết sân rồi. Không phải đâu. Tại vì hôm nay mình đang sống trong môi trường không có gì để sân á. Thử lát nữa mà mình đi ra ngoài mình bị cái gì coi mình biết. Thí dụ như giờ mình đậu xe ở ngoài đậu bãi đậu xe này ha, ai mà đi ra mà quẹo cái quẹt xe mình mà bỏ đi luôn, mình biết lát mình ra mình la cỡ nào, thậm chí mình tức lên mình còn giũa luôn. Ai mà quẹt xe tôi mà không có nói cho tôi biết, mình dùng những cái lời lẽ nó không được dễ thương, chừng đó mình mới biết mình còn sân không. Mới đây có một cô Phật tử nè, cô đi làm thì người ta mới hỏi của một cái câu gì đó mà đơn giản thôi, ví dụ thôi. Người ta hỏi lúc này chị còn làm với cái cô đó không, ta hỏi vậy thôi. Mà tự nhiên cổ phát sân lên, cổ nghĩ là cái người đó đang biết chuyện của cổ với cái người kia mà muốn moi móc chuyện của hai người ra, mà thật ra cái người hỏi người ta không biết gì hết. Trời ơi, cổ tức, nhưng mà cổ dằn lại được, cái cổ cũng trả lời nhẹ nhàng. Mà chiều về cổ gọi Pháp Hòa, cổ nói thầy ơi, bây giờ con biết là hôm nay con mới nghe pháp mà chưa có hành pháp. Tức là ngày nào cũng mở băng thầy nghe hết á, nhưng mà con chỉ nghe pháp thôi chứ con chưa có hành pháp bữa nay đó. Cái cô đó có hỏi con có một câu đơn giản gì mà con nổi sân với cổ, mà con tại con dằn được, con không nói. Nhưng mà tự ra tới xe rồi con mới biết là cái tâm của con bị dao động bởi một lời nói. Thế nên như nó chạm tới đó. Cho nên Đức Phật dạy trên đời có 5 dạng người quý nha. Thứ nhất là người nói pháp. Tại vì sao? Cái người mà nói đạo lý cho mình nghe hiếm lắm. Bởi vì người xưa cũng dạy mình nè, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Muốn có 1000 đồng dễ, mà kiếm một lời lành khó lắm. Tại vì chịu cực đi làm vài tiếng đồng hồ, một tuần có 1000, nhưng mà lời nói lành nghe nổi sân lên. Tại vì lời thật hay mít lòng. Thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Người nói pháp khó, nhưng khó, nhưng quý thứ hai nữa là người nghe pháp chịu nghe đó. Con mình Pháp Hòa nói mà quý vị quý quá, chịu ngồi nghe. Nói trật nói sai gì cũng chịu khó ngồi nghe, chổng vui cũng nói tiếp. Người thứ hai là người nghe pháp. Người thứ ba là người hiểu pháp. Ngồi nghe đây một vài trăm người mà được mấy người hiểu, cho người hiểu pháp quý lắm. Nhưng người hiểu pháp không quý bằng người hành pháp. Anh hiểu thôi nhưng mà anh có làm không? Anh làm quý hơn. Cho nên bốn cái người đó là người nói và 3 người nghe. Người nghe, người hiểu và người làm. Và cuối cùng là gì? Có thể nó là người chứng pháp, tức là mình thâm nhập được, mình sống được với nó. Nhưng mà bảo đảm mình có hành pháp là sẽ có chứng pháp. Tức là thực tập, có thực tập là sẽ có đạt được. Trong kinh dạy là người biết ơn, nhưng ở đây trên cái phương diện nghe pháp là mình nói chứng pháp, tức là người thấu đạt được cái pháp đó. Ý là như vậy đó. Cho nên á, cái cô Phật tử đó, cô về cô kể thật vậy đó. Trời, nãy người đó ta hỏi đơn giản thôi mà trong lòng con bực bội lên, con nghĩ là họ biết chuyện của con với người kia rồi, họ hỏi móc méo mình. Nhưng mà con dằn được, con cũng ráng trả lời êm dịu vậy. Nhưng mà ra tới xe con nhìn là con mới thấy là hôm nay con mấy tháng nay, thời gian qua con chỉ nghe pháp thôi mà con không có hành pháp. Cho nên mình có hành pháp á, mình mới an lạc được. Cho nên có những người á, cũng ở trong chùa cũng tu tập, nhưng mà tại sao sân si nó vẫn còn đó, là tại vì tàu hũ nó chưa thấm. Tàu hũ nó không thấm tương thấm chao gì hết.